Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai câu chuyện của tác giả Thuận Thiên và tác giả Việt Nga. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Thuận Thiên, Thuận thấy khá là hay. Những yếu tố ma mị kinh dị thì không quá nhiều, nhưng sẽ là những bài học. Thực sự Thuận cảm thấy nó hơi đau lòng một xíu khi đọc xong cái câu chuyện này. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Xây dựng gia đình từ khi còn khá trẻ, hai vợ chồng ông Nhâm luôn luôn yêu thương nhau, cùng nhau gồng gánh những chông gai gập ghềnh trong cuộc sống. Nhờ sự lao động cần cù, ông bà cũng không phải lận đận chạy ăn từng bữa như tuyệt đại đa số người dân ở làng Bình Sơn này. Đời này vốn dĩ không bằng phẳng, lúc còn trai trẻ thì mong mỏi một mụn con không có. Nay đã nhiều tuổi rồi mới sinh hạ được một mụn con. Sau bao nhiêu cố gắng, vợ chồng ông tưởng chừng như không bao giờ thỏa mãn được mong muốn, thì rất may là điều kỳ diệu cuối cùng cũng đã đến với ông bà. Thật ra thì vợ chồng của ông Nhâm đã hai lần mang thai, nhưng cả hai lần thai nhi đều không giữ được. Cứ đến khi gần sinh thì y như rằng lại xảy ra biến cố, và tâm nguyện mong mỏi của hai vợ chồng lại chỉ còn là nỗi thất vọng. Lần này là lần thứ ba vợ mình mang thai, cũng không biết kiếp trước mình đã làm những việc tà ác gì hay sao. Nhìn lần thứ ba sắp sinh con này, ông Nhâm đợi ở trong sân sốt ruột, hai tay cứ xoa vào nhau. Ông ta lo lắng lần này cũng không giữ được. Sinh rồi, sinh được rồi. Ông Nhâm nghĩ mình luôn tử tế với người khác, làm cha là nghĩa vụ của mỗi người đàn ông. Nhưng mỗi lần vợ mang bầu, chẳng phải là sảy thai thì cũng là thai chết thật, không còn nỗi cay đắng chua xót nào hơn điều đó. Là con trai hay con gái vậy? Gia đình nhà chúng ta lần này có hậu thật rồi. Thì ra mọi người báo tin là bà Nhâm đã hạ sinh một đứa con trai vô cùng kháu khỉnh. Việc này khiến cho ông Nhâm vui mừng khôn xiết. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng bỏ được xuống. Ông chạy như bay vào phòng kiểm tra xem hai mẹ con có bình an không. Con trai, mau để cho cha nhìn một chút nào. Mau để cha xem con của cha sau này có đẹp trai hay không nào. Ông Nhâm ngày chờ đêm mong, chính là cuối cùng có hậu này. Ông ta tiến đến phía trước muốn nhìn đứa con còn đang quấn trong tã lót. Về lý mà nói thì đứa trẻ vừa mới được sinh ra, đôi mắt đúng ra là phải luôn nhắm. Nhưng đứa trẻ nằm trong tã lót này không chỉ mở to đôi mắt, mà còn là một loại ánh mắt thù hận đang nhìn ông Nhâm. Chỉ thoáng qua, ông Nhâm cũng cảm nhận được điều đó. Vừa nhìn ông Nhâm, ánh mắt của đứa trẻ lập tức biến thành một loại ánh mắt đầy thù hận. Điều này khiến cho mọi người trong nhà đều cảm thấy rất kỳ quái và khó hiểu. Dù trong lòng mang nhiều áy náy và thắc mắc, nhưng rồi điều đó cũng nhanh chóng qua đi, vì cả nhà đều nghĩ rằng trẻ con thì có những biểu hiện bất thường như thế cũng là điều hết sức bình thường mà thôi. Ông Nhâm quyết định đặt cho con một cái tên nghe rất ý nghĩa là May. Dù nhiều người thắc mắc là tại sao lại đặt một cái tên giống con gái đến thế, nhưng ông Nhâm vẫn quyết định giữ nguyên ý định của mình. Ông còn giải thích: tôi lấy vợ tôi muốn, đã hai lần vợ tôi chuẩn bị đến ngày sinh nở thì đều gặp chuyện xảy ra. Lần này mới đặng thì đây chẳng phải là cái may của gia đình tôi với thằng bé này hay sao chứ? Thời gian đằng đẵng trôi qua, cậu bé May mỗi ngày một lớn theo thời gian. Nhưng từ sâu trong tâm khảm của mình, ông Nhâm vẫn ít nhiều nhận ra sự lạ kỳ trong đứa con mà ông mong chờ suốt bao nhiêu năm. Ngày hôm đó, May đang chơi đá cầu ở sân của nhà mình. Đột nhiên cậu bé nghe thấy phía sau lưng mình có mấy tiếng chim lợn đang kêu. May liền xoay người lại nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra. Không biết từ đâu bay đến hai con chim lợn lại đậu trên một cái cây to trong vườn nhà mình. Loài chim lợn này ở nông thôn họ cho rằng đây là loài vật không mang lại điểm lành. Chúng không chỉ là một loài vật xấu xí khiến cho người ta không thích ngắm nhìn, mà tiếng kêu quỷ dị của chúng càng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Hai con chim lợn đó đậu ở trên cành cây, cứ en ép mà kêu mãi không dừng. Mày ngước mặt nghe tiếng chim lợn kêu, mà không biết tại sao hai đầu lông mày cứ nhíu chặt vào nhau, rồi sau đó nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Hai con chim lợn đó sau khi đã kêu được một hồi thì liền vỗ cánh bay đi. Mày lau nước mắt rồi chạy thẳng vào trong nhà. Bà Nhâm đang nấu cơm ở trong bếp, thấy con mình vẫn đang chơi rất ngoan ở ngoài sân, mà không biết tại sao đột nhiên lại khóc rồi vội vào trong nhà. Con trai,
Con bị sao vậy? Mẹ ơi, ông Phúc đã chết rồi mẹ ạ. Mẹ cậu bé vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì May lau nước mắt nói là ông cụ Phúc hàng xóm nhà ở phía sau vườn đã chết rồi. Ờ hay, con nói linh tinh gì vậy? Ông Phúc vẫn đang rất khỏe mạnh đó thôi, làm sao lại chết? Con đừng có nói vớ vẩn thế nhá. Thôi, ra chơi tiếp đi cho mẹ nấu cơm nào. Mẹ của May vừa nghe như vậy thì thấy không vui, bởi vì sáng nay mẹ cậu bé vẫn còn gặp ông cụ tên Phúc đó ở trên đường cơ mà. Ông ấy vẫn khỏe mạnh, mà đột nhiên May lại nói người ta chết rồi. Như vậy quả thực là không may mắn mà. Đúng vào lúc này, ông Nhâm nghe thấy có tiếng ồn ào mới từ trong phòng bước ra. Mẹ của May bèn đem những lời nói vừa rồi của May nói lại với cha của cậu bé. Thằng bé đang chơi đá cầu rất ngoan ở ngoài sân, tự dưng lại khóc rồi chạy vào nói. Cái gì mà ông Phúc chết rồi? Cha của May nghe xong cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi ông cụ Phúc nhà ở phía sau vườn bình thường rất yêu thương May, tình cảm của hai ông cháu cũng rất tốt. May, sao con lại nói như vậy? Là con chim lợn nói ạ. Chim lợn nói sao? Con chim lợn nào? Sau khi bị cha hỏi, May đã nói, cậu bé nghe thấy con chim lợn đậu trên cành cây nói rằng ông cụ Phúc nhà phía sau vườn chết rồi. Cha mẹ của May nghe những lời này thì càng thêm ngạc nhiên hơn. Đúng vào lúc này thì từ phía ngoài cửa có một người chạy vào. Người đó chính là Đông, con trai của ông cụ Phúc nhà phía sau vườn. Bác Nhâm ơi, cha tôi mất rồi. Mẹ tôi bảo tôi qua nhờ anh sang giúp với ạ. Nhìn thấy Đông đang khóc nức nở đi vào rồi nghẹn ngào nói rằng cha của anh ta đã mất rồi. Tin xấu bất thình lình đến khiến cho cha mẹ của May trong chốc lát ngây người ra tại chỗ. Một là lão Phúc đã mất quá đột ngột, hai là cái chết của ông ta lại ứng nghiệm với lời nói của May con trai mình. Vậy là như thế nào đây? Có chuyện gì đang xảy ra hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi? Là ông ấy mất vào lúc nào vậy? Làm sao mà mất nhanh như thế được? Cha của May hỏi Đông về cái chết của ông cụ Phúc. Sáng nay ông ấy dậy thì vẫn bình thường, sau khi đi làm đồng về thì đã như vậy rồi. Đồng chỉ trả lời một cách đơn giản về cái chết của cha mình. Bởi vì hai nhà đều sống ở trước và sau khu vườn, họ sống với nhau rất tốt, cho nên khi xảy ra chuyện này, bà Phúc mới bảo Đông đi gọi ông bà Nhâm qua giúp đỡ. Cha của May và Đông hai người vội vàng rời đi, còn lại May và mẹ của cậu bé ở nhà. Mẹ của May thực sự không thể hiểu nổi rốt cuộc tại sao May lại biết được tin tức về cái chết của ông cụ Phúc đây. Lẽ nào thực sự là nghe thấy con chim lợn nói hay sao? Cha của May sang nhà ông Phúc giúp đỡ lo liệu hậu sự, bận bịu mãi cho đến tối mới trở về. Khi ông về đến nhà thì May cũng đã ngủ mất rồi. Nhưng mà mẹ của May nói là cậu bé ngủ không ngon giấc, đã có mấy lượt đang ngủ lại giật mình tỉnh giấc rồi khóc thét lên. Bà Nhâm lại hỏi về việc tang sự của ông Phúc. Chú Phúc rốt cuộc tại sao lại mất vậy? Sáng nay em gặp ông ấy vẫn còn khỏe cơ mà. Thì thế, chính thằng Đông cũng không biết rõ, chỉ biết là ông ấy đi làm đồng sau đó quay về thì đã thành ra như vậy rồi. Cha của May thở dài một tiếng, liền đem tin tức về cái chết của lão Phúc mà anh ta biết được qua lời nói của Đông, nói lại mẹ May nghe. Thôi, anh ngủ sớm một chút đi, sáng mai em dẫn May qua tiễn chú ấy nha. Bởi vì đều là hàng xóm tốt của nhau, cha của May cũng muốn cho mẹ của cậu bé ngày hôm sau sang nhà cụ Phúc tiễn ông ấy, đồng thời xem nhà họ có việc gì cần giúp đỡ không. Cả một đêm hôm đó, không biết thế nào mà May bị dọa cho sợ, khiến cậu bé giật mình tỉnh giấc mấy lần. Buổi sáng ngày hôm sau, cha của May đã qua bên nhà Phúc ra từ sớm. Đợi đến khi May tỉnh giấc, mẹ của May liền nhắc nhở cậu bé rằng lát nữa sẽ đi tiễn Phúc ra. Quả đến bên đó không được nói năng linh tinh, khiến cho gia đình nhà người ta thêm buồn. Ở trong cái thôn này, lão Phúc là một con người ăn ở có đức độ. Bởi vậy cho nên, người đến chia buồn với gia đình họ cũng rất đông. Trong sân của nhà ông Phúc đang bày một cỗ quan tài rất to. Bạn bè thân thiết đến phúng viếng đều cúi mình hoặc là quỳ ở trước quan tài. Còn bên cạnh thì có mấy người trong nhà đang đứng để tạ lễ với khách đến viếng. Vợ của Đông thấy mẹ của May đến, liền đặc biệt tiến lên phía trước để chào hỏi mấy câu. Vợ của Đông là một người rất hiếu thuận,
Lão Phúc mất rồi, nhìn chị ta cũng đang rất đau lòng. Mẹ của May cũng chỉ biết nói những lời khuyên nhủ để họ bớt thương tâm mà thôi. Tiếp theo vợ của Đông mời hai mẹ con May vào trong nhà ngồi. Chị à, mau dẫn May vào nhà ngồi một lát đi à, để thằng bé nó đứng lâu quá nó lại mệt à. Chị vào rồi coi nước nôi thế nào, chủ động giúp em với nha. Lúc này gia đình đang rối ren quá. Bà Nhâm nhanh nhỏ. Vậy để tôi vào trong nhà chia buồn với cô một chút nhé. Cô cứ đi lo việc đi. Vừa mới bước vào cửa đã thấy Đông và anh trai lớn của anh ta đang vây lấy mẹ anh ta nói chuyện về cái gì đó. Mẹ à, mẹ thử nghĩ lại xem, cái thứ đó đã để ở đâu rồi? Những thứ đó của nhà mình đều là do cha của các con cất, ta cũng không biết là để ở đâu nữa. Nghe những lời này như là đang muốn tìm một cái thứ gì quan trọng nào đó, mà cái thứ đó lại là Lão Phúc cất đi. Bởi vì Lão Phúc ra đi quá đột ngột nên cũng không ai biết cái thứ đó để ở đâu cả. Nếu không tìm thấy sổ hộ khẩu thì không có cách nào làm giấy chứng nhận hỏa táng cho cha rồi. Hai anh em nhà Phúc ra xem ra đang rất lo lắng. Nghe kỹ một chút thì biết là những giấy tờ quan trọng trong nhà đều do Lão Phúc bảo quản đem cất đi. Nhưng mà ông Phúc ra đi quá đột nhiên, ông ta mất đi thì toàn bộ những giấy tờ quan trọng trong gia đình cũng chẳng có ai biết là cất ở đâu nữa. Đúng đấy, bìa đỏ của nhà mình tất cả đều là do cha cất đi hết. Vừa lúc này, cha của May thấy hai mẹ con May đến, liền bước đến nói chuyện với họ. Hai mẹ con đến rồi hả? Này anh, em nghe hình như cô Phúc và các con cô ấy đang tìm gì đấy. Không tìm thấy cái gì hả anh? Mẹ May không biết nhà Phúc ra vì lý do gì mà đang lo lắng đến như vậy. Ừ, giấy tờ quan trọng trong nhà họ đều là do chú Phúc cất giữ. Chú Phúc mất rồi thì hộ khẩu bìa đỏ, rồi sổ tiết kiệm đều không biết là đã để ở đâu rồi. Bà Nhâm khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. À, thì ra là vậy à. Thôi, em cùng con xuống bếp xem cơm nước thế nào đây à. Chứ ở đây cũng không giúp được gì cả. Bởi vì đây là việc riêng của nhà Phúc gia, nên thực sự họ cũng không giúp được gì. Bởi vậy hai mẹ con họ xuống bếp giúp đỡ việc cơm nước. Do vì ở nông thôn đều bày cơm ở trong sân để phục vụ cho quan khách bạn bè thân thiết đến phúng viếng, nên May ở ngoài sân chơi với mấy đứa bạn cùng trang lứa, còn mẹ cậu bé thì vào trong bếp để giúp đỡ việc cơm nước cỗ bàn. Sau khi bận bịu cả một buổi sáng, cho đến trưa họ mới ngồi vào bàn ăn. May, con ăn một chút thứ này đi. Bởi vì trẻ con không hiểu bi thương là thế nào, cho nên nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn ngon thì niềm vui càng lộ rõ trên khuôn mặt của cậu bé. Nhưng mà khi mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn thì May rất vui vẻ. Cho đến giữa bữa cơm thì đột nhiên May như là đã nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, cho nên trong phút chốc sắc mặt của nó liền biến đổi. Con bé quẳng bát đũa xuống rồi vội trốn ra phía sau lưng của mẹ nó. Con sao thế May? Mẹ của May cảm thấy cậu bé bỗng dưng trở nên cổ quái như vậy nên vội hỏi cậu bé đã bị làm sao. Ông Phúc đang ở bên đó kìa kìa. May run rẩy nói rằng cậu bé nhìn thấy ông cụ Phúc đang đứng ở một chỗ nào đó. Bà Nhâm vừa nghe thấy vậy thì kinh hãi. Đây là lần thứ hai May nói ra những lời cổ quái trong hai ngày qua. Hơn nữa ở lần đầu tiên, cho dù là trùng hợp hay là thế nào đi chăng nữa, cái chết của Lão Phúc cũng đã bị May nói trúng rồi. Mẹ của May liền đưa mắt theo hướng tay chỉ của May, nhưng mà bà ta không hề nhìn thấy Lão Phúc theo như lời nói của con trai mình. Mẹ của May lo lắng những lời nói cổ quái đó của May làm kinh động đến người khác, liền kéo May qua một bên, trịnh trọng hỏi May. May, con nói thật với mẹ đi, không được phép nói dối. Con đúng là con nhìn thấy ông Phúc không? Vâng, đúng là ở bên đó đấy ạ. May lộ rõ vẻ sợ hãi, liền nói Lão Phúc đang đứng ở dưới mái hiên của căn phòng đầu hồi trong nhà ông ta. Vậy May, nhìn xem ông Phúc đang làm gì. Mẹ của May cơ bản là không nhìn thấy, liền hỏi May nhìn thấy Lão Phúc đang làm cái gì hay không. Dạ, ông ấy đi vào trong nhà rồi. Mẹ May cũng không biết có phải là đang bị ảnh hưởng tâm lý hay không, nhưng chị ta cũng cảm thấy cánh cửa của căn phòng mé đầu hồi dường như cũng có một chút lay động, nhưng ở đó cơ bản là không có người. Vậy chúng ta đi xem Phúc Gia Gia đang làm cái gì được không? Câu nói này của May khiến cho mẹ của cậu bé cũng cảm thấy có thể tin được mấy phần,
liền thương lượng với May cùng đi xem có chính xác hay không. Có mẹ ở đây, không phải sợ. Bởi vì có mẹ mình ở bên cạnh, cho nên May cũng không còn lộ ra cái vẻ sợ hãi như lúc trước nữa. Hai mẹ con họ nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ của căn phòng phía đầu hồi. Mẹ May nín chặt hơi thở, đưa mắt nhìn vào phía bên trong căn phòng mà trong lòng hồi hộp lo lắng mình sẽ nhìn thấy cái thứ đáng sợ nào đó. Nhưng trong căn phòng đầu hồi đó làm gì có ai, thậm chí đến nửa cái bóng người cũng không thấy có. Còn May thì cũng kiễng cao chân lên, ngó qua cửa sổ nhìn vào phía trong của căn phòng đó. Trên khuôn mặt của cậu bé lại bắt đầu lộ ra cái dáng vẻ sợ hãi như lúc trước. May, con có nhìn thấy nữa không? Mẹ May nhìn thấy cậu bé như vậy, liền hỏi cậu bé có đúng là đang nhìn thấy Lão Phúc không? May liền nói Lão Phúc vẫn đang ở trong phòng. Ông ấy đang đứng ở phía trước cái bàn và cứ nhìn chăm chăm vào cái tủ đang được treo trên tường mẹ ạ. Nghe May nói như vậy, mẹ của cậu bé cũng vội đưa mắt nhìn về chỗ cái bàn, nhưng mà vẫn là chẳng hề nhìn thấy cái gì. Còn May thì ngược lại, cậu bé vẫn khẳng định chắc chắn rằng Lão Phúc vẫn còn đang đứng ở đó và nhìn chằm chằm vào cái tủ đang treo ở trên tường. Mẹ của cậu bé liền tìm đến chỗ cha của nó. Chị ta nói cho chồng mình nghe về việc cậu bé nhìn thấy Lão Phúc ở trong căn phòng đầu hồi, cứ đứng nhìn chằm chằm vào cái tủ. Em nói như vậy quả là hồ đồ rồi. Lời của con trẻ nói làm sao mà tin được đây? Cha của May dường như không tin rằng May có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy được. Nhưng mà mẹ của May kiên quyết khẳng định cậu bé không hề giống như đang nói dối. Muốn cha của May dẫn theo Đông đến căn phòng đầu hồi xem. Chưa biết chừng lại phát hiện ra điều gì đó. Cha của May không còn cách nào khác, đồng thời cũng biết May là đứa trẻ không biết nói dối. Anh ta liền đi tìm Đông, sau đó cùng anh ta đến căn phòng đầu hồi tìm kiếm một chút. Cha của May không hề nói thẳng ra là May đã nhìn thấy Lão Phúc, mà chỉ nói là bản thân mình thường hay giấu đồ ở phía sau của cái tủ. Anh ta nhìn thấy ở trên tường của căn phòng ở đầu hồi có treo một cái tủ. Lão Phúc cũng có khả năng đem giấu đồ ở phía sau cái tủ đó chăng? Đồng mới suy nghĩ một chút và anh ta nhận ra rằng thực tế thì khi vẫn còn sống, cha của anh ta có một thời gian đã sống ở căn phòng phía đầu hồi đó. Thế nên anh ta liền cùng với cha của May đi đến căn phòng đó kiểm tra chỗ cái tủ đó xem sao. Đúng khi Đông đem nhấc cái tủ trên tường xuống, ngay sau đó khi anh ta xoay mặt sau của cái tủ lại, thì bất giác anh ta vui mừng khôn xiết. Quả đúng là ở đây rồi. Phía sau của cái tủ đó quả nhiên là có một túi văn bản được dùng băng dính dán lên. Trong cái túi văn bản đó chính là những giấy tờ quan trọng của nhà ông Phúc gia. Tuy rằng Đông tỏ ra vui mừng khôn xiết, nhưng mà trong lòng cha của May lại cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu như May không phải là thực sự đã nhìn thấy Lão Phúc, thì làm sao có thể biết được phía sau của cái tủ đó có cất giấu đồ đây? Quả nhiên những lời nói của May là đúng, như vậy có nghĩa là cậu bé có thể nhìn thấy những thứ mà những người bình thường như chúng ta không thể nhìn thấy được. Giấy tờ của nhà Phúc gia đã tìm thấy rồi. Việc làm giấy chứng nhận hỏa táng và nhập thổ vi an cho Lão Phúc cũng đã được làm một cách thuận lợi. Nhưng May lại trở thành một cậu bé khiến cho ông bà Nhâm thấy lo lắng và có chút gì đó sợ hãi. Sau đám tang ông cụ Phúc, mọi thứ lại trở về với bình thường. Duy chỉ có một điều mà ông bà Nhâm vẫn cảm thấy chưa thật sự an tâm và thoải mái trong lòng, đó là cậu con trai tên May của mình. Mỗi ngày mỗi diễn biến khác lạ, cứ y như nó đã biến thành một con người khác rồi vậy. Rồi đến một hôm, tại đồn công an của huyện. Buông tôi ra, để tôi đi tìm con tôi. Cảnh sát Việt đang đọc báo về những tin tức buổi sáng thì nghe ồn ào. Anh mở cửa bước ra ngoài để xem có chuyện gì. Ông ta thấy có hai nhân viên cảnh sát khác tên là Trường và Trinh đang kéo một ông có râu quai nón vào trong phòng thẩm vấn. Còn ông Nhâm kia thì đang phản kháng lại. Ông ta liên tục nói đã thả ông ta ra để ông ta đi tìm con của mình. Ông Nhâm này không ai khác, chính là ông Nhâm, cha của May. Anh hãy thật thà một chút đi. Trường và Trinh cố gắng giữ lấy ông ta, nhưng có vẻ như ông ta rất khỏe bởi vì ông ta đã thoát ra khỏi tay họ mấy lần rồi. Ông ta lợi dụng sự bất cẩn của Trinh nên đã hất mạnh cánh tay khiến cho Trinh ngã nhào xuống đất. Ông Nhâm kia lại giơ củi trỏ lên đánh tiếp vào cằm của Trường. Việc thấy ông Nhâm này có vẻ rất ngang ngược, ông ta đã bước vào trong đồn cảnh sát rồi
mà vẫn còn phản kháng mạnh như vậy, cho nên Việt đã bước tới. Ông Nhâm đã thoát được ra khỏi tay của hai nhân viên cảnh sát kia và chạy ra cửa, nhưng ông ta lại phải chạy ngang qua chỗ của Việt. Thấy vậy, Việt đã đột ngột túm lấy tay của ông ta và dùng tay trái siết cổ và ngáng chân trước của ông ta lại. Ông Nhâm vạm vỡ nặng tới mấy chục cân nhưng đã bị Việt ném ra xa, rơi xuống đất và không bỏ dậy nổi. Trường và Trinh đã nhanh chóng chạy tới khóa tay ông ta lại. Cảm ơn đội trưởng Việt, may mà có anh, hắn ta khỏe quá. Trinh có vẻ rất mất mặt trước Việt, anh ta đã cảm thấy hơi xấu hổ. Ông ta phạm tội gì vậy? Việt cảm thấy thân thủ của người này cũng không tồi, bản năng mách bảo ông ta rằng đây không phải là một người xấu. Vì vậy cho nên, ông ta đã hỏi Trinh là tại sao lại bắt ông ta. Trinh nói rằng có người đã đến báo là ông ta đã đánh nhau trên đường phố, làm mất trật tự trị an, cho nên đã bị hai người họ bắt về đây. Trinh còn nói rằng một mình ông ta có thể đánh được 7-8 người. Việt nghe xong cảm thấy rất có hứng thú đối với chuyện này, cho nên ông ta đã gọi Trinh vào trong phòng của mình để hỏi cho rõ ngọn ngành. Tôi không quan tâm đến việc tại sao ông ta lại lợi hại như vậy. Hãy đến phòng của tôi ngồi một lát, kể cho tôi nghe xem. Sau khi Trinh đến phòng của Việt ngồi, ông ta kể lại cho Việt nghe về những chuyện đã xảy ra. Ông ta nói rằng ở khu thương nghiệp là một nơi rất hỗn loạn. Sau khi giải phóng ở đó, mất trị an, các loại côn đồ thảo khấu đều dồn về đó để tranh giành địa phận làm ăn. Việt hỏi ông Nhâm. Anh cũng biết ở khu thương nghiệp đó rất phức tạp mà. Có rất nhiều bọn côn đồ tụ tập về đây để tranh giành địa bàn làm ăn. Không biết anh chàng đó tại sao lại đi đụng chạm tới bọn chúng. Có những đứa trẻ bị cụt tay quẻ chân ngồi ở đó để ăn xin đấy. Các người có biết điều đó không hả? Nhưng cứ mỗi khi thấy chiếc bát ở trước mặt của những đứa trẻ này được người ta cho tiền vào đó, thì lại có một kẻ đi đến để thu lại. Những đứa trẻ ăn xin này đã bị bọn chúng khống chế. Buổi sáng hôm đó, có một người ăn mày đang thu tiền từ chiếc bát của một đứa trẻ, thì có một ông Nhâm đã đi đến và hỏi về mối quan hệ giữa cậu bé ăn xin cụt chân và người ăn xin này. Ông Nhâm thấy bất bình chạy lại hỏi. Nó là con trai của anh đấy à? Anh là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của người khác làm gì? Tự nhiên bị một người lạ hỏi một câu đột ngột như vậy, người ăn xin kia cũng thấy hơi bị chột dạ. Đầu tiên ông ta cứ tưởng ông Nhâm là một cảnh sát, nhưng khi ngẩng đầu lên mới biết là không phải, bởi vì bọn họ có thể ngửi thấy mùi của cảnh sát. Tôi hỏi cậu bé này có phải là con của anh không? Ông Nhâm không trả lời, mà ông ta lại tiếp tục hỏi về quan hệ của người ăn xin và cậu bé ăn kia. Trông điệu bộ của mày, tao đã biết mày không phải là cảnh sát. Mày muốn gây sự hay sao? Trong khi hai người đang lời qua tiếng lại với nhau, thì ở góc phố đã xuất hiện thêm 6 tên nữa đi tới. Chúng vây lấy ông Nhâm. Đánh chết nó đi! Tên ăn mày biết là ông Nhâm đến đây để gây rối, bởi vì những chuyện như thế này hắn đã gặp nhiều như cơm bữa. Cho nên hắn đã hét lên, bảo mấy tên mới tới áp sát vào ông Nhâm. Bọn chúng khua chân múa tay xông vào để đánh ông Nhâm. Nhưng bọn chúng không ngờ được rằng người đàn ông trông có vẻ rất bình thường, nhưng thực ra ông ta lại rất lợi hại. Ông ta chỉ cần đưa ra mấy đòn là đã có thể quật ngã được một tên xông vào trước. Nhưng bọn côn đồ có đến 6-7 tên, khi chúng phối hợp lại thì ông Nhâm đã bị dính mấy cú đấm của chúng. Tuy là đã bị chúng mấy cú đấm vào mặt máu me be bét, nhưng ông Nhâm vẫn không hề sợ hãi. Ông ta vẫn tỏ ra rất tự tin và đánh trả rất quyết liệt. Dùng chân tay đánh đấm mãi cũng không có hiệu quả. Khi tay chân của ông ta đã bị đối thủ khống chế, ông ta đã dùng tới răng để động thủ. Ông ta đã dùng răng của mình cắn vào mặt bọn côn đồ, giống như một con sói hoang đang đói khát. Một kiểu chiến đấu khác lạ, cộng với sức mạnh phi thường của ông ta, cuối cùng ông ta cũng đã hạ gục được mười mấy tên côn đồ kia. Nếu như cảnh sát không đến kịp thời, thì mấy tên kia đã bị ông ta đánh chết rồi cũng nên. Khi Việt nghe Trinh kể xong, ông ta đã tưởng rằng ông Nhâm đi tới đó để tranh giành địa bàn, hoặc được ai đó thuê đến đó để gây rối. Điều gì đã khiến cho ông ta phải liều mạng đến như vậy? Ông ta nói rằng ông ta từ nơi khác đến đây, nhưng ông ta đã bị lạc mất con trai của mình trong lúc đưa nó đi chơi. Trình nói rằng ông ta đã thẩm vấn ông Nhâm, ông ta là người ở xã Đại Hòa, con trai của ông ta đã bị mất tích cách đó một tuần. Hiện tại, ông ta đang đi tìm con trai của mình. Nghe nói, con trai của ông ta đã bị bọn bắt cóc đánh gãy chân.
và bắt đi ăn xin. Khi ông ta đi đến khu phố đó, ông ta cũng đã gặp một cậu bé bị gãy chân giống như con trai của ông ta. Cậu bé đó đang bị bọn côn đồ khống chế, cho nên ông ta đã nổi giận đánh bọn chúng. Và dĩ nhiên cậu con trai mà ông Nhâm đang nhắc đến ở đây cho cảnh sát nghe, không ai khác đó chính là May. Nhưng điều khiến cho Trinh cảm thấy kỳ lạ là ông Nhâm đi tìm con mình vì ông ta thường xuyên thấy con trai của mình báo mộng. Vì vậy ông ta mới tới đây để tìm kiếm. Ông ta nói rằng khi con trai của ông ta mất tích không được bao lâu thì ông ta đã thấy cậu bé báo mộng và ông ta đã căn cứ vào những điều trong giấc mơ đó để đi tìm con trai của mình. Việt sau khi nghe Trinh trần thuật mọi chuyện đã rất ấn tượng với vụ việc này. Sau khi tiễn Trinh ra cửa, Việt đã lập tức đi tới phòng giam. Ông ta cảm thấy rất có hứng thú với ông Nhâm, cho nên Việt muốn giúp ông ta. Ông Nhâm, tôi mang đồ ăn đến cho ông đây. Việt đã lấy một hộp cơm ở trong căng tin để mang tới cho ông Nhâm. Bởi vì nhà giam không quản việc ăn uống của phạm nhân, cho nên người nhà của phạm nhân phải mang cơm đến. Vì ông Nhâm là người ở địa phương khác tới, cho nên ông ta không có ai mang cơm vào cho. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Tin hay không là tùy thuộc vào các anh. Khi thấy Việt đi vào, ông Nhâm đã tưởng rằng Việt đi vào để thẩm vấn, nên ông ta đã nhìn Việt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi muốn nghe về chuyện của con trai anh. Việt đưa hộp cơm cho ông ta, rồi nói là muốn biết về chuyện của con trai ông ta. Ông Nhâm đón lấy hộp cơm từ tay của Việt. Ông ta không dùng đũa mà lấy tay bốc ăn. Khi thấy Việt hỏi về chuyện của con trai mình, ông ta đã lập tức dừng lại. Sau đó, ông ta lại trở lại thái độ lạnh lùng như trước. Ông ta nói rằng cách đây một tuần, ông ta đã đưa con trai của mình đi thăm người thân, nhưng đã bị lạc mất cậu bé ở trạm xe. Con trai của tôi đã bị mất tích cách đây một tuần. Có người nói rằng con trai của tôi đã bị bọn buôn bán người bắt cóc. Tôi đã đi tìm ở tất cả các con đường nhưng vẫn không tìm thấy thằng bé đâu. Tôi đã định đi đến nơi khác để tìm, nhưng tôi đã nằm mơ thấy thằng bé nói rằng nó vẫn đang ở trong thị trấn này. Sau đó ông ta đã như một người điên đi tìm kiếm ở khắp mọi nơi, nhưng thằng bé vẫn bật vô âm tín. Rồi 3 ngày trước đây, ông ta lại tiếp tục mơ thấy thằng bé, và lần này nó đã chỉ đường cho ông ta. Anh có thể nói cho tôi biết là anh đã nhìn thấy gì ở trong mơ không? Mấy năm trước, Việt đã từng phá những vụ án ly kỳ như thế này rồi, cho nên những lời mà ông Nhâm kể, ông ta không hề phủ nhận. Việt còn hỏi lại ông Nhâm là trong giấc mơ cậu bé có chỉ dẫn gì cho ông ta không? Ống khói. Trong giấc mơ tôi thấy có một cái ống khói rất lớn. Con trai tôi đang ở đó. Ông Nhâm nói rằng con trai ông ta cũng không biết mình đang ở đâu cả. Mỗi lần con trai ông ta báo mộng đều ở trong một khung cảnh giống nhau. Mỗi lần báo mộng, cậu bé đều đã đứng ở trước một cái ống khói rất cao. Cậu bé nói là đang bị nhốt ở trong đó và bảo ông Nhâm tới đó để cứu cậu ta. Vì vậy, anh đã dựa vào điều này để đi khắp nơi tìm cái ống khói đó sao? Ông Nhâm tin rằng con trai của mình đang gặp nguy hiểm. Nó đang cần ông ta đi giải cứu cho nó. Việt đã hỏi ông Nhâm như vậy để được chắc chắn hơn. Và ông Nhâm đã hỏi ngược lại ông ta là ông ta đã có con chưa? Ông ta nói rằng giữa cha con sẽ có một mối liên kết linh cảm. Tôi chưa có con vì tôi chưa kết hôn. Thấy Việt lắc đầu và nói thế, ông Nhâm tiếp. Anh không thể hiểu được sự linh cảm liên kết giữa cha con. Con của tôi nhất định đang gặp phải nguy hiểm. Nó đang cần tôi đi giải cứu cho nó. Ông Nhâm ăn hết hộp cơm rồi để vỏ hộp sang một bên. Rồi ông ta dựa vào tường và tự trách mình là đã không thể tự đi cứu con trai của mình được. Ở khu vực này có bao nhiêu chiếc ống khói thì tôi là người rất rõ. Tôi có thể dẫn anh đi tới đó. Anh nói thật sao? Việt nói sẽ dẫn ông Nhâm đi tìm con trai của ông ta. Đầu tiên ông Nhâm đã tỏ ra không tin, nhưng sau đó thấy biểu hiện nhiệt tình của Việt, cho nên ông ta mới tin. Việt nói là làm, vì vậy cậu ta đã lái xe đưa ông Nhâm đi tìm cái ống khói trong giấc mơ của ông Nhâm. Anh hãy nhìn cho kỹ vào, đừng để bị nhầm đấy. May mà ống khói ở khu vực này cũng không nhiều, cho nên họ đã tìm từng cái một. Mỗi chiếc ống khói đều được ông Nhâm để ý rất kỹ, nhưng vẫn chưa có cái nào giống như ông ta đã nhìn thấy trong giấc mơ. Việt đã chở ông Nhâm đi khắp mọi nơi trong thành phố, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy cái ống khói đó đâu. Việt đột nhiên nhớ ra có một nhà máy luyện than cốc đã bị bỏ hoang ở một vùng ngoại ô. Nhà máy đó cũng có một ống khói như vậy, cho nên Việt đã nhấn ga cho xe chạy tới đó.
Dừng xe, dừng xe lại, mau lên, dừng xe lại ngay. Xe vẫn chưa tới nơi, nhưng ông Nhâm đã rất kích động. Ông ta vỗ vỗ vào vai của Việt và bảo Việt dừng xe lại. Cú vỗ vai đã khiến cho tay lái của Việt bị chệch hướng. Cũng may mà Việt cứng tay lái, ông ta đã nhấn phanh khiến cho chiếc xe lập tức dừng lại. Chính là ở chỗ này, đây rồi, còn tôi chắc chắn đang ở trong này rồi. Ông Nhâm chỉ nói một câu rồi đẩy cửa xe nhanh chóng lao ra ngoài. Hãy đợi tôi một lát. Không được, con trai của tôi ở trong đó, chắc chắn là như thế. Việt cũng đã vội vàng xuống xe. Việt đã gọi mấy câu nhưng ông Nhâm không dừng lại, cho nên Việt chỉ còn một cách là đuổi theo ông ta. Có rất nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang ở xung quanh nhà máy luyện than cốc này. Bởi vì sau khi nhà máy này bị bỏ hoang, những người dân ở đây đã mất việc làm. Họ không còn kế để sinh nhai nữa, cho nên họ đã rời đi hết. Hiện tại cỏ hoang đã mọc đầy khắp nơi này. Mày ơi, con ở đâu? Mày ơi, mày ơi! Ông Nhâm giống như phát điên. Ông ta đã tìm quanh ống khói và hét lên gọi tên con trai mình. Đột nhiên Việt phát hiện ra có một người đang từ trong sân đi ra. Khi người đó nhìn thấy Việt thì vội vàng đi vào trong sân và đóng cửa lại. Tôi thấy ở đây không được ổn, anh hãy cẩn thận. Ông Nhâm đã định đuổi theo vào trong, nhưng Việt đã cảm thấy hành tung của người này rất đáng nghi ngờ. Sợ rằng ở bên trong có những cơ quan máy móc bí mật gì đó, cho nên Việt đã ngăn ông Nhâm lại và bảo ông ta hãy nghe theo sự sắp xếp của mình. Anh sẽ đi vào từ cửa chính, còn tôi sẽ đi vào từ bên cạnh. Việt và ông Nhâm phân ra làm hai nhánh để đi vào. Ông Nhâm sẽ đi vào từ cửa chính, còn Việt sẽ trèo tường và đi vào từ bên cạnh. Sau khi bàn bạc xong, Việt đã chạy sang phía cạnh sân, còn ông Nhâm đi tới gọi cửa. Sau khi ông ta gọi mấy lần, cánh cửa đã mở ra rất nhanh, và đồng thời có một lưỡi dao rất sắc nhọn đâm ra. Ông Nhâm đã nhanh như chớp tránh khỏi lưỡi dao đó. Thấy mình đã đâm trượt, cho nên người kia đã định đấm vào mặt của ông Nhâm, nhưng hắn ta đã bị Việt từ phía sau đánh mạnh vào gáy. Vừa rồi Việt đã nhảy vào trong sân, sau đó ông ta đánh vào gáy của người kia. Thấy ở trong sân không có ai, cho nên ông ta đã mở cửa cho ông Nhâm đi vào. Hai người họ bước vào trong sân rồi đi thẳng vào trong nhà. Cửa nhà đã bị khóa lại. Ông Nhâm đã dùng chân đạp tung cánh cửa ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng, hai người họ đã rất kinh ngạc. Họ đã nhìn thấy có mười mấy đứa trẻ đang ngồi chen chúc ở bên trong căn phòng. Trong mặt mũi chúng rất nhếch nhác, chúng dường những ánh mắt sợ hãi lên nhìn hai người họ. Các cháu đừng có sợ hãi, chú là cảnh sát đây. Vừa nhìn vào, Việt đã hiểu ngay được sự tình. Bọn buôn bán người dùng căn phòng bỏ hoang này làm nơi nhốt những đứa trẻ. Những đứa trẻ này đều là do bọn chúng bắt cóc. Thấy bọn trẻ tỏ ra sợ hãi, Việt đã vội tỏ ra thân phận của mình. Anh ta nói rằng mình tới đây để cứu chúng. Mày ơi, con ở đâu? Mày ơi! Việt đã an ủi những đứa trẻ này, còn ông Nhâm đã đi tìm con của ông ta, nhưng không thấy thằng bé đâu cả. Ông Nhâm đã xông vào căn phòng ở bên trong. Khi vừa mở cửa ra, ông Nhâm đã hét lên một tiếng khiến cho mọi người hoảng hốt. Mày ơi, tỉnh lại đi con! Chả đây, chả đến với con rồi đây! Mày ơi! Việt cũng đứng dậy và đi vào bên trong. Ông ta thấy ông Nhâm đang bế một cậu bé ở trên tay. Chắc cậu bé đó là con trai của ông ta. Cậu bé đang bị bất tỉnh, hai chân của cậu bé đều bị băng bó kín. Đứa trẻ mà Việt đang bế nói rằng sau khi con của ông Nhâm bị bắt, cậu bé đã khóc rất nhiều. Rồi bọn côn đồ đã bắt cậu bé đi ăn xin, nhưng cậu bé không nghe nên đã bị bọn chúng đánh cho gãy chân. Anh hãy nhanh chóng đưa cậu bé tới bệnh viện ngay đi. Việt đã dụng ông Nhâm nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện để cấp cứu. Ông Nhâm bế con trai của mình ra xe. Việt đã đưa hết tất cả những đứa trẻ trốn thoát khỏi căn nhà bỏ hoang. Việt lái xe đưa con của ông Nhâm đến bệnh viện trước. Sau đó ông ta đưa bọn trẻ về cục cảnh sát để tìm lại người thân cho chúng. Hai ngày sau, sau khi đã giải quyết xong mọi việc, Việt đã đến bệnh viện để thăm con trai của ông Nhâm. Sau khi cấp cứu xong, chân của cậu bé cũng đã được băng bó và cậu bé cũng đã tỉnh lại. Con trai anh thế nào rồi? Hiện tại thằng bé cũng đã tỉnh lại rồi, chân của nó cũng dần hồi phục. Bác sĩ nói rằng nếu như chậm một chút nữa, có lẽ nó sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Trong thời gian đó,
ông Nhâm đã ở bên cạnh con trai mình không rời nửa bước. Thấy thế nên Việt bảo: đã hai ngày nay anh không ngủ rồi, hay là anh để tôi trông thằng bé giúp, anh hãy đi tìm chỗ nào đó để ngủ một chút đi. Việt ngỏ ý muốn trông con giúp ông ta, để cho ông ta nghỉ ngơi, nhưng ông ta đã từ chối. Không cần đâu, trong thời gian này tôi cũng không muốn rời khỏi con tôi. Lát nữa vợ tôi vào đây thay cho tôi, rồi tôi tìm chỗ ngủ sau cũng được. Xin cảm ơn anh nhé. Việt không nói gì nữa, cậu cúi đầu cảm phục một thứ tình cảm tuyệt vời của một người cha dành cho con mình. Một lúc sau Việt trở về, nhưng khi ông ta vừa bước ra cửa thì ông Nhâm đã gọi với theo. Này, con trai tôi nói rằng khi nó bị hôn mê, hồn của nó đã rời khỏi xác để đi tìm tôi tới cứu nó. Và nó đã nhìn thấy trước được sự việc là ông Nhâm và cảnh sát Việt sẽ đến giải cứu. Ông Nhâm hỏi Việt là anh ta có tin về chuyện đó hay không. Việt quay lại nhìn độ vài giây, hơi ngạc nhiên và kinh ngạc với câu hỏi đó của ông Nhâm. Nhưng trong chốc lát cũng quay người rời đi, vì Việt chỉ cho rằng ông Nhâm đang đùa một chút thôi, làm gì có chuyện kỳ lạ đến như thế được. Hơn một tuần sau thì May được xuất viện và cho về nhà. Thời gian này ông bà Nhâm gầy sọp đi trông thấy. Ông bà gầy vì những giờ phút ở bệnh viện chăm con, ngủ không đủ giấc. Và hơn nữa, có những điều làm cho ông bà thấy ruột gan như lửa đốt. Sau vụ May bị bắt cóc, khi cậu con trai mình kể về việc đã đoán trước được ông và vị cảnh sát tên Việt kia sẽ đến cứu, chuyện này làm ông hồi tưởng đến việc cách đây chưa lâu, chính con mình cũng đã báo trước về việc ông Phúc chết, và kinh ngạc hơn là còn nhìn thấy chỗ cất giấy tờ, sổ sách của ông ta nữa. Thời gian từ khi ở viện về đến nay, May như thành một người hoàn toàn khác, mắt lúc nào cũng lờ đờ như không có đồng tử. Ngoài ra thì còn nói năng rất nhảm nhí, toàn những câu từ kỳ lạ khiến ông bà Nhâm không thể hiểu được điều gì cả. Mọi chuyện mỗi ngày diễn tiến càng khiến ông Nhâm chán nản. Ông nghĩ rằng cuộc đời mình dù có con muộn màng, nhưng dù sao đó vẫn là hạnh phúc. Có ai ngờ đâu, chính sự xuất hiện của đứa con này lại khiến cho gia đình ông rơi vào một thảm kịch vô cùng đau đớn. Hơn một tháng sau cái ngày May ở bệnh viện về, tại phòng thẩm mỹ của đồn cảnh sát, tiếng của cảnh sát Việt đang lớn tiếng. Ông Nhâm, ông hãy khai thành thật một chút, hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà ông lại có thể lỡ ra tay giết chết cốt nhục thân sinh của chính mình. Ông có còn nhân tính không vậy? Cho đến giờ phút này, cảnh sát Việt vẫn chưa tin là ông Nhâm lại có thể ra tay sát hại đứa con của mình. Đứa con mà mới hơn một tháng trước ông còn vất vả, hy sinh mọi thứ để tìm kiếm khi nó bị bắt cóc. Thưa cảnh sát, không phải là tôi muốn giết chết con trai của mình, mà là muốn nó muốn giết chết toàn bộ người trong gia đình nhà tôi. Trời ơi, tôi đâu có ngờ được rằng gia đình tôi lại chịu cảnh oan nghiệt đến như thế này kia chứ. Khai đến đây, ông Nhâm bật khóc thành tiếng. Giọng ông rít lên như người bị ai đó siết cổ vậy. Việt lại chất vấn. Một đứa trẻ 7 tuổi muốn giết chết toàn bộ người trong gia đình nhà ông. Hãy nói tất cả toàn bộ sự việc đã xảy ra, không được bỏ sót điều gì. Ông ta rảo biện nói mình bị uy hiếp, chẳng còn biết làm thế nào nữa. Nếu như ông ta không giết chết đứa con của mình, thì lúc đó đứa trẻ này sẽ sắp đặt kế hoạch để giết chết toàn bộ người trong gia đình của nó. Những lời tôi nói đều là sự thật. Tôi cũng chẳng biết chứng minh như thế nào nữa đây. Nhưng xin mọi người hãy tin lời tôi nói. Giờ tôi không còn sức để biện minh điều gì nữa đâu. Giời ơi là giời ơi! Lời thú tội của ông Nhâm khiến cho Việt giống như đang rơi vào một đám sương mù. Cậu ta kiên nhẫn ngồi nghe ông Nhâm trần tình thêm vấn đề. Buổi tối hôm qua, bà Nhâm nửa đêm không ngủ được, nên bà tỉnh dậy để khâu lại mấy chiếc áo của ông Nhâm mà hồi chiều nay đang khâu dở. Trong cái không gian yên tĩnh của buổi đêm, bà Nhâm bất chợt nghe có tiếng động phía sau lưng. Vừa quay đầu lại nhìn, quả nhiên là con trai tên May của bà đang đi lại gần. Hơi giật mình, bà Nhâm hỏi: nửa đêm con không ngủ, chạy đến đây làm cái gì? Ánh mắt của May vẫn không chút thần thái nào, nó nhếch mép hỏi: tất cả các người đều phải chết hết, không còn sót một ai được sống cả. Nếu các người có liên quan đến ông Nhâm thì đều phải chết hết. Bà Nhâm kinh ngạc, ú ớ định hỏi lại, thì May từ sau lưng lấy ra một con dao nhọn. Không một giây ngần ngừ, cậu ta liền vung dao hướng về phía người mẹ bổ xuống. Người mẹ thấy vậy sợ hãi né sang bên cạnh để tránh mũi dao. Nhát dao này không đâm trúng bà. Con ơi,
con làm sao thế này? Người mẹ bị con trai mình làm cho khiếp sợ. Bà ta nghĩ, không hiểu sao mày lại có thể biến thành giống như một người hoàn toàn khác như thế này, lại còn như một người lớn trưởng thành. Tôi không phải là mày gì hết. Tôi là Lâm Ngạn. Tôi trở về để báo thù. Mày chộp lấy cổ áo của người mẹ, hung ác nói hắn ta trở lại tìm ông Nhâm là để báo thù. Gia đình các người tất cả đều phải chết. Hắn ta nói hắn tên là Lâm Ngạn, hắn ta muốn giết tất cả những người ở trong nhà ông Nhâm. Nói câu này lại giơ cao con dao nhọn bổ xuống. Bất chợt Mai ngưng lại, vẫn nói với giọng điệu ngây dại và ánh mắt lờ đờ ấy. Tôi sẽ cho các người biết tôi là ai và tại sao các người phải chết. Mày nói cậu ta sống lúc trước thời kỳ chiến tranh, tên gọi là Lâm Ngạn. Trong nhà có 4 người, tuy không giàu có dư giả gì nhưng lại rất vui vẻ hòa thuận. Và một ngày nọ, một gia đình đang ngồi xung quanh cùng nhau ăn cơm chiều, đột ngột nghe thấy có người đang đá rất mạnh vào cánh cổng ngoài sân. Để con đi ra xem sao. Con nhìn cho rõ ràng rồi hãy mở cửa. Lâm Ngạn bỏ bát đũa xuống muốn đi ra xem có chuyện gì. Người cha nhắc nhở ông ta trước tiên phải hỏi rõ là ai rồi hãy mở cửa. Đừng gõ nữa, đừng gõ nữa. Tôi đến đây. Bởi vì lúc đó bị nạn thổ phỉ hoành hành, cho nên đến ngay cả ban ngày cũng đều phải đóng chặt cổng ngoài sân. Lâm Ngạn ra khỏi phòng hỏi người đang ở bên ngoài là ai. Nhưng người ở bên ngoài không lên tiếng, ngược lại đá rất mạnh vào cánh cổng. Kết quả chẳng mấy chốc cánh cổng đã bị đá mạnh bật mở ra. Cánh cổng vừa mở, ào ào sộc vào một đám thổ phỉ, người cầm dao, người cầm súng. Lâm Ngạn vừa đưa mắt nhìn, đúng là sợ cái gì thì cái ấy sẽ đến. Nhóm thổ phỉ này Lâm Ngạn từng nghe nói qua. Tên dẫn đầu gọi là Bảo Phước giết người không chớp mắt. Trong làng ngoài thôn ai ai cũng sợ hắn ta lắm. Thổ phỉ đến rồi, thổ phỉ đến rồi. Lâm Ngạn sững sờ một lát, định thần lại liền chạy vào trong phòng lớn tiếng kêu thổ phỉ đến rồi. Không đợi cho Lâm Ngạn chạy vào đến cửa, Bảo Phước giơ tay ra, chính là một cây súng, bắn một phát vào chân phải của Lâm Ngạn. Lâm Ngạn, con có bị làm sao chứ? Lâm Ngạn, con ơi! Tiếng súng làm kinh động ba người đang ở trong phòng. Họ vội vàng chạy ra xem, vừa nhìn đã thấy Lâm Ngạn đang ngã trên đất, trên chân đều là máu. Trong sân vẫn còn đang đứng mấy tên thổ phỉ trong bộ dạng hung thần ác sát. Cha mau quay lại! Cha của Lâm Ngạn vừa nhìn thấy con trai bị thương, ông ta để bảo vệ con trai, liền thuận tay cầm lên một cây gậy gỗ, muốn liều mạng với Bảo Phước. Bảo Phước cũng không nói một lời nào, giơ tay bắn một phát vào đầu, làm đầu người cha vỡ tan, máu và óc bắn ra tung tóe. Cha! Ông ơi! Cả nhà lao đến bên người cha, tiếng khóc của họ làm kinh thiên động địa. Bọn mày vào trong nhà lục soát, lấy bất cứ thứ gì có giá trị cho ta, lấy sạch. Bảo Phước đợi mọi người lùi lại không để ý, hắn ta gọi bọn thủ hạ đi tìm kiếm khắp trong phòng ngoài, lấy toàn bộ những thứ có thể ăn được mang đi hết. Sau một hồi tìm kiếm, gạo, mì, tiền, lương thực, ngay cả gà, vịt, lợn, tất cả gia súc đều bị đám Bảo Phước lấy đi hết. Đám nhị lão pháo đã cướp đồ chuẩn bị rời khỏi nhà bỏ đi, thì nghe Ngọn Ni nói: ta nhất định sẽ tìm người để báo thù. Nhất định. Hai chữ báo thù chuyển đến tai của Bảo Phước, hắn ta liền dừng bước. Báo thù. Bảo Phước quay đầu lại, cười cợt nhả, rồi vẻ mặt lạnh lùng hỏi Lâm Ngạn có phải là muốn báo thù không. Bảo Phước quay người bước tới, hắn lấy ra khẩu súng bắn vào ba người còn lại của gia đình họ Vương, mỗi người một phát. Hơn nữa, những phát súng này đều bắn vào những chỗ yếu hại. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả 4 người trong gia đình đều chết trong tay của Bảo Phước. Lâm Ngạn gần chết vẫn còn tức giận, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào nhị lão pháo, ánh mắt hận thù không cam tâm, đầy sự phẫn nộ. Bảo Phước sau khi tiêu diệt toàn bộ gia đình họ Vương ngay trước cửa nhà, liền rời khỏi gia đình. Giết người đối với hắn ta mà nói, không chỉ cảm thấy không có một chút tội ác nào,
ngược lại thì đó lại là một kiểu hưởng thụ. Bây giờ thì bà biết tôi là ai rồi chứ? Mày nói ra nguyên nhân đích thực của sự việc đã xảy ra. Mày nói kiếp trước hắn chính là Lâm Ngạn, mà kiếp trước ông Nhâm chính là Bảo Phước. Thiên đạo luân hồi đã cho hắn ta có cơ hội đầu thai chuyển thế để báo thù. Ông Nhâm nên cảm nhận được nỗi đau khổ khi mất đi người thân. Bây giờ tôi sẽ đi giết hắn ta. Báo luôn cho bà một tin là cha mẹ ông Nhâm tôi cũng đã giết chết sạch rồi. Nói đến đây, mày vùng dao chém một nhát vào người bà Nhâm. Mày giơ dao lên đi về phòng của ông Nhâm. Bà Nhâm trên đất bỏ dậy cuống quýt lê lết đuổi theo. Mày đã đến tới phòng của ông Nhâm, nhìn thấy ông Nhâm vẫn còn đang hôn mê. Hắn cười dữ dằn, giơ con dao nhọn trong tay lên. Người mẹ vừa hét to, vừa dùng chút hơi tàn chạy đến. Âm thanh gọi lớn làm cho ông Nhâm tỉnh lại. Ông ta quay đầu lại nhìn, thấy con trai mày đang cầm một con dao nhọn bổ xuống người ông ta. Theo bản năng, ông ta chạy trốn vào trong. Nhát dao này đã đâm trúng lưng của ông ta. Mày lại đâm tiếp một dao. Ông Nhâm vừa quay người không trốn kịp, trên bụng liền bị cắt một nhát dao thật sâu. Cậu xin anh hãy tha cho chồng tôi. Chồng tôi không phải là Bảo Phước, mà anh cần báo thù đâu. Mày giờ sao lại muốn đâm tiếp? Ông Nhâm cố sống cố chết tóm được cổ tay mày. Người mẹ ở sau lưng cũng ôm lấy mày. Cô ta kêu lên: Ông Nhâm không phải là nhị lão pháo gì hết. Cô ta muốn đánh thức con trai mình là may tỉnh lại. Nhưng mà may giống như đã phát điên. Ba người bọn họ cùng nhau vật lộn. Mày cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng mấy chốc đã bị ông Nhâm cướp được con dao nhọn trong tay của cậu ta. Tuy không có dao, nhưng mày vẫn dãy giụa thoát được ra khỏi vòng tay ôm của mẹ, bổ nhào về phía ông Nhâm. Trong lúc hỗn loạn, con dao nhọn trong tay ông Nhâm đâm xuyên vào người mày. Nhìn thấy mày đổ vật trên đất thoi thóp một chút hơi thở, hai vợ chồng vội vàng đi báo cảnh sát. Trên đây chính là lời khai của ông Nhâm. Thật đáng tiếc cho mấy người trong nhà này. Đáng lẽ là người trong một nhà, tình tiết ly kỳ như vậy mà ông ta có thể bịa ra được. Cảnh sát quanh đó chỉ cho rằng ông Nhâm đã thêu dệt lên tin tức hoang đường, thật buồn cười. Nhưng việc này không cho rằng như vậy, bởi vì nó quá ly kỳ, cho nên ông ta không tin ông Nhâm dựa vào thủ đoạn này để lừa bịp. Liền lập tức Việt rời khỏi cục cảnh sát đến bệnh viện tâm thần nơi Mai đang điều trị, bị nhận định là bệnh thần kinh. Việt đang tìm hiểu phòng điều trị bệnh của Mai ở. Đúng lúc anh đi đến phòng bệnh, nhìn thấy bà Nhâm đang đứng bên ngoài phòng khóc trộm. Chị ơi, đừng buồn quá, cháu nó sẽ khỏe trở lại thôi. Việt bèn đi lên phía trước an ủi chị ta mấy câu. Đó đã không phải là con của tôi nữa rồi. Nhưng mà không ngờ, mẹ của Mai lại nói đó không còn là con của bà ta nữa rồi. Chị ta tự cảm thấy đau lòng vì đứa con trai Mai không còn nữa rồi. Chị ta nói xong bèn rời đi. Chuyện này làm cho Việt có một chút kinh ngạc. Cậu ta biết một người mẹ thì tuyệt đối không thể để con trai của mình làm những điều sai trái. Nhưng bà ta nói hiện nay mày không phải là con của bà ta. Một là bà ta cũng bệnh rồi, hai là mày đúng không phải là con của chị ta. Việt trong lòng chất đầy hồ nghi nhìn về phía mày trong phòng bệnh. Thả ta ra, mau thả ta ra mau. Mày bị trói trên giường, đúng bệnh tâm thần kêu gào, nói cái gì thả nó ra. Nó muốn giết ông Nhâm, nó muốn báo thù cho mối thù diệt môn. Tôi muốn giết chết hắn, tôi muốn giết chết hắn. Lúc đó quay mặt hướng về phía Việt, Việt có thể cảm nhận được sự kiên cường mãnh liệt trong sắc thái đó. Không phải biểu cảm của một đứa trẻ 7 tuổi, nó càng giống một người trưởng thành tâm hồn tràn đầy hận thù. Nên lúc đó Việt cũng có một chút hoài nghi, có lẽ thật sự là có sự đầu thai chuyển thế như đúng lời kể của ông Nhâm. Nhưng mà trong báo cáo không thể viết như vậy, án cũng không thể làm như vậy được, biết phải làm sao đây. Phía xa xa bên ngoài bệnh viện, chỉ có bà Nhâm đang nhìn đôi mắt u buồn của mình về hướng xa xăm trước mắt. Lúc này bà muốn hét thật to lên cho trời nghe thấy nỗi xót xa đang thường trực trong lòng bà. Rồi những ngày tháng tiếp theo đây, bà phải sống thế nào đây? Bà không thể ngờ được một tấn bi kịch lại giáng xuống gia đình bà một cách chóng vánh đến như thế. Bà cúi mặt xuống, gục đầu xuống đầu gối rồi rấm rứt khóc.
Bà khóc cho người chồng tội nghiệp của mình, khóc cho đứa con mà kiếp trước lại là kẻ thù của chồng mình, rồi bà lại tự khóc cho chính bản thân mình nữa. Một cuộc đời thật lắm cay đắng, chua chát. Kiếp người quả nhiên là bể khổ, một bể khổ sâu thẳm vạn trượng, càng cố ngòi lên thì càng chìm xuống tận cùng của đáy. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Thuận Thiên. Và bây giờ Thuận mời tất cả quý vị cùng đến với một ngòi bút rất hay của kênh tác giả Việt Nga với câu chuyện mang tên Cây lồng mứt quỷ ám. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Trong cái xóm nhỏ yên bình, vốn ngày thường tĩnh lặng, tự dưng bỗng vang lên âm thanh đập phá loảng xoảng và tiếng kêu khóc của một người phụ nữ. Nghe kỹ thì đó chính là tiếng khóc của chị Ngọc, kèm theo là tiếng mắng chửi của ba Tuất chồng chị. Mà cha mày, đồ ăn chỉ có thế này thì cha mày nuốt được hả? Còn cái gì ăn nữa không, dọn ngay ra đây. Đừng để ông phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay nghe chưa, ngứa mặt lắm rồi đấy. Tiếng chị Ngọc than thở. Anh đi nhậu chán chê, giờ về hỏi đồ ăn là sao? Chẳng lẽ anh không biết em đã có bầu, ngán ngẩm nên mấy hôm nay có đi làm được đâu. Mà nè, lấy phải con vợ ăn hại, cơm ăn chỉ có cả muối với mấy con cá khô thế này thì chó nó cũng chả nhai được. Này thì cơm này. Nói rồi cả mâm cơm bay ra ngoài sân. Không những vậy, thằng Ba Tuất còn lao vào túm tóc chị Ngọc giật ra sau, rồi tát cho chị mấy cái bạt tai nổ đom đóm mắt, làm chị tối tăm mặt mũi kêu rời. Ôi giời đất ơi, sao số còn khổ vậy nè trời. Đã có bầu mà chồng còn không thương, trời ơi. Lại thêm hai cái tát này nửa nữa giáng xuống khuôn mặt cam chịu của người đàn bà khốn khổ. Đã mấy ngày nay bị thai hành ói lên ói xuống, mặt mày xây sẩm nên chị đâu có đi làm thuê được. Thường ngày chị vẫn hay đi làm mướn cho những vựa trái cây lớn trong xóm, nên cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng cho dù chị có cất giấu ở đâu thì Ba Tuất vẫn cứ mò ra được. Và việc tất yếu là những đồng tiền do chị đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được lại bị thằng chồng khốn nạn nghiện rượu lấy đi hết luôn. Với một kẻ ham ăn lười làm, chỉ quen nhậu nhạt tối ngày như Ba Tuất thì số tiền ít ỏi ấy chả thấm vào đâu. Mấy chủ vựa thấy chị khổ quá mới thương tình giữ giúp cái số tiền, chỉ đưa cho chị đủ tiền ăn trong ngày thôi. Nhưng như vậy chị đâu có đỡ được đòn roi, vì khi không thấy vợ mang tiền về, nó lại lôi chị ra đánh. Đánh chán, Ba Tuất lại bỏ đi nhậu rồi về nhà lúc nào cũng trong tình trạng say khướt. Mà thằng này nó cũng khôn, biết chị làm thuê cho ai nên nó lại mò ra những nhà ấy đòi tiền. Chủ vựa mà không có đưa nó cứ chảy cối không chịu về, rồi bắt đầu ra họng chửi thiếu điều muốn đào cả ông bà ông vải nhà người ta lên. Nếu không nể chị Ngọc thì nhiều lần họ cũng đánh cho nó nhiều đòn rồi. Họ thương chị, muốn giúp đỡ chị, nhưng cái thằng chồng mất dạy của chị nó cứ như phá như vậy thì hỏi ai còn dám thuê mướn nữa. Rồi sau đó chị biết là mình có thai, vì con lại cố làm và nín nhìn cho qua chuyện. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đứng. Người dân xung quanh cũng thương chị lắm, nhưng lại ngán thằng Ba Tuất vì dạo trước nó đánh chị. Mấy người có sang can nó thì liền quay sang chửi, rồi còn đánh luôn cả mấy người đó nữa chứ. Vậy là hôm nay mặc dù nghe tiếng kêu khóc của chị nhưng chẳng ai dám sang, sợ lại bị nó đào cả tổ tông ông bà lên chửi á. Người đâu mà ác thế không biết. Đúng là đời người phụ nữ, nếu lấy phải người chồng tốt thì như hoa trên cành, còn lấy phải thứ chồng đều thì khác nào xa vào bãi cứt trâu không bao giờ ngóc đầu lên được. Ai cũng hy vọng khi chị Ngọc đẻ được đứa con ra thì thằng chồng nó sẽ thương con mà thay tính đổi nết. Nhưng đời đâu học được chữ ngờ. Tối hôm đó thằng Ba Tuất lại đi nhậu, nhưng vì không có tiền nên đám bạn nhậu cũng không thèm rủ rê nó nữa, ăn chùa mãi sao được. Cuối cùng nó đành phải móc trong túi ra mấy đồng bạc lẻ vừa đủ mua một xì rượu, rồi lững thững lê đít về nhà. Nhìn thấy mấy trái cóc chị Ngọc để trên chạn bát, hắn cầm lấy đem ra hè ngồi uống một mình. Cái loại nghiện ngập kiểu này thì chỉ cần có thứ đưa cay là nó bất chấp hết. Nhiều lúc vã quá nó còn lốc điệu xuồng đấy thôi. Khi nhậu xong, nó lại lấy chị Ngọc ra làm cái nơi để chốt giận, chửi chán mà chị chẳng thèm đối lời. Thằng Ba Tuất làm nhảm một hồi rồi lăn quay ra ngủ mặc mẹ sự đời, mặc kệ người vợ tảo tần của hắn vẫn đang ôm gối nằm khóc bên trong. Tủi cho thân phận mình, đợi cho đêm xuống chị Ngọc quẫn trí nghĩ quẩn
chị nói thầm với đứa con trong bụng. Con ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ không thể cho con cuộc sống bình lặng như bao đứa trẻ khác. Chỉ bằng... Chị nói đến đây chị lại bật khóc, đi vào trong nhà lúi húi một lúc, cũng tìm được một đoạn dây thừng. Cứ thế chị bước thấp bước cao ra khỏi nhà. Lúc này đêm đã khuya lắm, sự im ắng tĩnh lặng của màn đêm không khiến chị chùn bước. Chị cứ đi cho đến khi đôi chân dừng lại trước cái miếu hoang đầu làng, bên cạnh là cây lồng mứt cổ thụ. Bóng đêm đen đặc như nuốt chửng lấy tấm thân nhỏ bé của chị. Không biết lấy sức mạnh ở đâu mà thoát một cái chị đã leo lên chạc ba của cây lồng mứt. Cẩn thận luồn sợi dây vào cành cây. Trước khi đạp vào thân cây để kết liễu đời mình, Ngọc khẽ đưa tay lên xoa bụng, nơi có đứa con vừa mới tưởng hình trong người. Nước mắt chị trào ra, không gian như đặc quánh. Đầu đó có tiếng con chim mơ ngủ, kêu ráo rác trong đêm, làm cho cảnh quan càng nhuốm màu u tịch bí ẩn. Ngọc rùng mình một cái, rồi nói với đứa con trong bụng. Mẹ không biết con là trai hay gái, nhưng đời này mẹ có tội vì không sinh được con ra đời. Mẹ khổ lắm, hãy tha lỗi cho mẹ nhé. Xuống suối vàng, mẹ con mình sẽ ở lại bên nhau. Nói xong, chị đưa đầu mình vào sợi dây thòng lọng, rồi đạp mạnh vào thân cây. Sợi dây nhanh chóng siết chặt lấy cổ chị, những tiếng kéo kẹt vang lên, nghe rờn rợn. Thân hình Ngọc đu đưa theo chiều gió lắc lư. Bản năng của sự sống giằng xé làm Ngọc giãy giụa, nhưng mọi sự giờ đây trở nên vô vọng, bởi chị càng giãy thì sợi dây lại càng thít chặt hơn. Màn đêm như một tên sát nhân vô tình đồng lõa với hành động của chị. Chỉ một lúc sau, Ngọc không còn giãy giụa nữa, cả thân hình chị treo tỏng teng trên chạc cây, không một ai hay biết. Trong nhà chị, thằng chồng khốn nạn vẫn đang ngáy khò khò, đâu biết rằng người vợ khốn khổ của hắn đã uất ức mà tự kết liễu đời mình trên cây lồng mứt cạnh cái miếu hoang đầu làng. 4 giờ sáng hôm sau, tầm này cuối năm nên vẫn còn tối trời lắm. Một người đàn bà đi chợ sớm, chị này vốn là người sợ ma nên cứ phóng xe đi một đoạn lại ngoái lại đằng sau một tí. Khi đi gần đến cái miếu hoang, chị thấy có thứ gì đang đu đưa trên cành cây. Nghĩ mình hoa mắt nên đưa tay lên rồi, nhưng khi nhìn kỹ thì chị tá hỏa vì cái thứ kia ngày một rõ hơn. Đó chính là một xác người đang treo lủng lẳng trên cây lồng mứt. Sợ quá tay lái chị loạng choạng, rồi cứ thế chị quay xe ù té chạy về làng. Vừa đi vừa hét lên thất thanh. Ôi bà con ơi! Có người chết! Có người tự tử bà con ơi! Đi đến cổng nhà mình, chị này bỏ cả xe lăn trồng cành ra đấy mà chạy như chối chết vào nhà. Mồm miệng hổn hển tranh nhau thở. Anh chồng thấy thế hỏi dồn. Cái gì thế? Sao bảo mình đi chợ lấy hàng sớm cơ mà? Có chuyện gì mà lại về ngay thế? Ôi giời ơi! Tôi xem chết mất! Anh đang mà xem! Có người chết sợ lắm! Ở đâu? Chết chỗ nào? Vì sao mà chết? Tai nạn à? Đã bảo yếu bóng vía thì tránh xa mấy cái vụ tai nạn ra. Giờ đi đường cẩn thận mấy cái thằng hung thần xe ben là kinh lắm. Không khéo nó nghiến vào mình như chơi đấy. Không phải tai nạn, mà là tự tử. Có người treo cổ trên cây lồng mứt cạnh cái miếu hoang ấy. Ghê lắm. Nghe thấy vậy, anh chồng hiếu kỳ liền chạy đi ngay, để lại chị vợ đang ôm ngực tự trấn an. Trần vẫn đang run lập cập nói với theo. Dắt hộ tôi cái xe vào nhà đã. Nhưng anh ta đã chạy khuất dạng rồi còn đâu. Khi anh chồng nhà kia chạy được ra chỗ miếu hoang, thì người làng khi nghe tiếng chi hô của chị vợ cũng đã lập cập chạy đến đấy rồi. Đến nơi thấy đám người vẫn đang chỉ trỏ về phía cái xác mà chưa dám đưa xuống. Anh này tên là Thọ mới rẽ đám người ra để nhìn cho rõ hơn. Trái với chị vợ tên Thi nhát chết thì anh chồng có tiếng là chả biết sợ ma, lại khác hẳn. Cứ thấy đám ma chay nào trong xóm là anh đến giúp gia chủ một tay, không nề hà gì cả. Kể cả việc sẵn sàng tẩm liệm, thay đổi cho người chết cũng chả sợ. Nhìn vào bộ quần áo của nạn nhân đang mặc trên người, anh Thọ liền bảo. Tôi nhìn người này có vẻ giống cô Ngọc vợ thằng Tuất xỉn hay sao bà con nhỉ? Mọi người bấy giờ mới để ý kỹ thì đều gật gù tán đồng. Họ bắt đầu bàn ra tán vào và tự hỏi vì sao mà cô Ngọc phải chết. Lại đặt tận đây mà thắt cổ tự tử như vậy. Thôi đúng rồi, chắc là thằng Ba Tuất nó đánh chửi cô ấy nhiều quá nên uất ức không chịu nổi mà quyên sinh đây mà.
Một người đàn ông đứng tuổi liền nói. Chắc phải cắt dây được cô ấy xuống thôi mọi người ơi. Có ai đi gọi thằng Ba Tuất ra đây không? Nhưng anh Thỏ đã vội nói. Cắt dây được cô ấy xuống thì khó gì. Nhưng tôi chỉ sợ cô ấy chết đường chết xá thế này. Tự dưng chưa biết ngô khoai gì mà đưa xuống, biết đâu không phải cô Ngọc chết mà do bị hại thì sao? Đám người nghe vậy cho là có lý, liền mỗi người một câu nhao nhao cả lên. Vậy thì phải chạy lên xã báo công an thôi, để công an họ chứng kiến rồi giải quyết. Vậy là mấy bước chân lại thỉnh thịch chạy đi, tiếng xe máy nổ giòn, một lát sau thì mất dạng. Chỉ chưa đầy 15 phút sau, mấy anh dân quân và công an xã đã có mặt tại hiện trường. Anh công an đưa điện thoại lên cái xác chụp ảnh liên tục các góc độ, rồi bảo một anh ghi biên bản xác nhận vụ việc. Xong xuôi đầu đấy, anh Minh công an xã mới bảo một anh dân quân. Đưa cái xác xuống đi, cẩn thận kẻo ngã đấy, cây lồng mứt này giòn lắm. Anh kia cẩn thận leo lên, bên dưới có 2-3 người đón đỡ. Sợi dây được cắt phụt một cái, xác người bên trên rơi xuống. Khi đặt cái xác xuống tấm ni lông ngay ngắn, người ta mới rùng mình vì thân thể tím bầm của chị Ngọc. Đúng là chị Ngọc chứ không ai khác. Đôi mắt chị vẫn mở trừng trừng, trợn lên như dọa người. Khuôn mặt tím ngắt sưng phù lên, cái lưỡi thẻ ra đến là sợ. Lúc này, người chạy về báo tin cho Tuất và hắn cũng ra đến nơi. Vừa nhìn thấy thi thể vợ nằm sóng xoài dưới đất, tự dưng hắn đưa tay lên bưng mặt, rồi cứ thế bước thụt lùi, miệng lắp bắp. Chết rồi à? Không phải tôi. Không phải tôi không biết. Thế rồi hắn ủ té chạy nhưng bị mọi người giữ lại. Anh Minh trưởng công an xã đã gọi điện báo cáo tình hình với công an huyện và đang chờ cấp trên cho người xuống khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân xem có đúng là do tự tử không. Lâu lắm rồi dân làng Khánh An mới có một vụ chết người thương tâm như thế nên người ta kéo đến xem đông lắm. Đau lòng ở chỗ cô Ngọc không phải chết một mình mà trong bụng cô còn có một sinh linh bé nhỏ nữa. Nên vô cùng đau đớn. Ai cũng xót xa và thương cảm cho cô. Mới 20 mấy tuổi đầu mà đã sớm về từ xã cõi đời. Hơn ai hết, họ đều đoán nguyên nhân phần nhiều là do thằng chồng nát rượu của cô gây nên. Một ông lão cao niên trong làng quay ra hỏi mấy người thanh niên. Cái sợi dây thắt cổ đâu rồi? Tụi bay mau chóng đốt ngay nó đi nghe chưa? Nếu sợi dây ấy mà còn, thì hồn ma con Ngọc sẽ phải bắt người thế mạng đấy. Chúng mày chưa biết con ma thần vòng nó đáng sợ thế nào đâu. Nghe ông cụ nói thế, mấy anh thanh niên đưa mắt về phía anh Minh công an xã. Anh này liền chỉ đến mớ quần áo của cô Ngọc đang được để ở góc đằng kia. Chỗ đó vẫn còn nằm chỏng chơ cái sợi dây thắt cổ oan nghiệt. Một anh trong bọn tiến đến lấy sợi dây, rồi đem lại góc khuất bật lửa đốt. Những ánh lửa ma mị bập bùng tuy vào ban ngày, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Sau khi công an khám nghiệm tử thi và kết luận không có vật bên ngoài tác động, mà cái chết này do chính nạn nhân gây ra, cô ấy đã quên sinh cùng với đứa con trong bụng của mình. Thi thể Ngọc sau đó được bàn giao cho gia đình an táng. Bà mẹ Ngọc là người xã bên, thỉnh thoảng cũng có nghe đến lời ong tiếng ve phàn nàn về thằng con rể nát rượu. Họ cũng thấy mọi người nói rằng Ngọc hay bị chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Và tối hôm, trước khi thằng rời đánh thánh vật còn nện cho con gái họ một trận, nên bà mẹ Ngọc căm thằng Ba Tuất lắm. Họ tiếc rằng đã chủ quan, cứ cho rằng chúng là vợ chồng trẻ chưa hiểu nhau, và cho đó là chuyện thường, nên không để ý mấy. Có đôi lần Ngọc về nhà, bà mẹ cũng hỏi nhưng cô giấu nhẹm, không hề ca thán một câu về chồng. Chính vì vậy khi được báo tin con gái mình đã phải treo cổ chết một cách tức tưởi, ông bà Hai Nhung đau lắm. Nhìn thấy mặt thằng Ba Tuất mà ông bà Hai Nung chỉ muốn lao đến táng cho nó mấy quả đấm cho hả. Nhưng liệu có ích gì khi con gái họ đã chết? Đau lòng quá nên ông bà đã tiến hành đem xác cô về nhà và cấm cổng không cho thằng Ba Tuất bén mảng đến. Dân làng đều đổ dồn ánh mắt căm ghét về phía thằng Ba Tuất, cái thằng bợm rượu, và cũng chính vì sự đổ đốn ấy mà nó đã vô tình giết chết người vợ đáng thương tội nghiệp cùng với đứa con đang thành hình của mình. Hắn đúng là loại chết băm chết vằm mà. Ngay cả đến mấy đứa trẻ con trong làng gặp hắn cũng phải tránh cho thật xa, cứ như hắn đang mắc trong mình bệnh phong cùi vậy. Không ngờ từ hôm cô Ngọc chết đi thì thằng Tuất bị cả làng tẩy chay thật. Bình thường mấy quán nhậu bình dân nhìn thấy hắn thì tươi cười niềm nở lắm, nay họ còn quay mặt đi, có người còn nhổ nước miếng ra chiều khinh bỉ. Vì tuy hắn là thằng bợm nhậu
nhưng hắn đã ăn thiếu của một ai đồng đâu. Bởi cứ thó được của vợ đồng nào là hắn đi nhậu ngay đồng ấy, không quên ới luôn mấy thằng cùng hội cùng thuyền, nên bọn kia có nhậu nhẹt gì cũng gọi hắn coi như có đi con lại. Ấy thế mà mấy ngày nay hắn móc mồm ra vì không có tiền, lảng vảng cho mấy thằng khượn thì bọn này cũng ngoảnh mặt quay đi. Tức khi hắn đi đến chỗ bà Tám Chè thường ngày hay mua xỉ đế ở đó, định mua thiếu xỉ rượu về nhậu đỡ với mấy con gám mắm, nhưng vừa nhìn thấy hắn, bà Tám đã đuổi như đuổi tà. Cút mẹ mày đi thằng mất dạy, đến vợ mà còn bức tử thì chó nó ở được với mày. Từ giờ đừng có vác xác đến quán bà mua rượu nữa nghe chưa, xéo đi cho bà bán hàng, hãm quá. Mẹ bố đời, nếu có xỉ rượu vào người chắc hắn cũng dám chửi nhau với bà lắm chứ. Nhưng trong người thiếu hơi men, chả còn đâu dũng khí nữa. Bảo ánh mắt trong quán nhìn hắn với vẻ khinh bỉ giễu cợt. Hắn len lén đi ra, chưa bao giờ hắn thấy nhục như thế. Hắn lẩm bẩm chửi thầm. Bố mà giàu lên thì chúng mày biết tay, mà chả cái đám khinh người. Mấy đám trẻ trai trong xóm tối nay lại rủ nhau ra ngoài đường làng chơi trốn tìm. Thằng Hải con nhà anh Tín xóm trại là thằng chuyên môn đầu têu mấy cái trò nghịch dại, nhưng lại luôn được cả bọn Tôn làm đại ca, liền ra điều kiện. Hôm nay chơi trốn tìm, nhưng cấm đứa nào được tự ý bỏ về như mọi hôm. Khi nào có lệnh của tao mới được giải tán nghe chưa? Giờ đứa nào chịu bịt mắt trước đây? Con Tí Còi giơ tay lên. Để em đi tìm trước cho. Vậy là thằng Hải móc ngay trong túi quần ra một cái khăn đỏ, bịt lấy mắt con Tí Còi. Nhớ là khi nào bọn tao bảo xong rồi, mày mới được mở mắt đi tìm nhé. Cấm được chơi an gian. Tao mà phát hiện là mày bị phạt lần hai đấy. Hai, ba, nào. Thế là cả bọn ủ té đi trốn mỗi đứa một nơi. Xong xuôi đầu đấy cũng là thằng Hải đầu sỏ lên tiếng. Xong rồi. Bấy giờ con Tí Còi mới đưa tay lên giặt cái khăn đỏ trên mắt xuống để đi tìm lũ kia. Nó mò mẫm trong đêm tối, vào hết mấy cái ngóc ngách để lôi ra từng đứa một. Tuy nhiên đếm đi đếm lại chỉ còn thiếu mỗi thằng Hải là chưa được tìm thấy. Thằng này có tiếng là trốn kỹ mà, nó là thằng nhiều chiêu nhất, nên lần nào cả bọn cũng phải nghĩ nát óc ra mới tìm được thằng này. Còn Hòa nói, Tí ơi, mày đến chỗ cây lồng mứt chưa? Biết đâu nó trốn trên cây ấy đấy. Thằng đó nhiều trò ma lắm, đừng để nó qua mặt mày mà thua đấy. Đi tìm nốt đi, bọn tao chờ. Còn Tí sợ lắm. Quả đúng là chỉ còn mỗi chỗ ấy là nó chưa tìm. Bởi chỗ cây lồng mứt là nơi mà cách đây 3 tháng cô Ngọc treo mình tự tử. Bà mẹ nó vẫn dặn rằng không được đến chỗ ấy kẻo gặp ma, nên nó sợ không bao giờ dám bén mảng. Nhưng nếu như không đến đó tìm thì vô tình nó là người thua cuộc, đồng nghĩa là bị bịt mắt lần thứ hai, mà điều này nó không hề muốn. Nó mon men đi đến chỗ cây lồng mứt và cất tiếng gọi thằng Hải, nhưng trả lời nó là một sự im lặng chết người. Và bất chợt nó lại nghe thấy tiếng kéo kẹt phát ra trên cây lồng mứt. Và từ đâu một giọng ru con náo nề cất lên. Tiếng ru à ơi ngày thường nó vẫn nghe mẹ ru em, vậy mà nay nghe tiếng ru ấy nó cảm thấy lạnh hết cả người. Nhìn lên tàng cây, con Tí Còi chợt thấy một bóng đen đang ôm một đứa trẻ con tóc tai lòa xòa che kín mặt. Từ phía bóng người ấy, tiếng ru cứ thế tuôn ra. Ma! Là ma! Tụi mày ơi! Cứu tao với! Cứu tao với! Thôi thì kệ cha thằng Hải giờ có rút ở đâu thì rút, con Tí cũng mặc kệ. Nó vừa hét vừa ba chân bốn cẳng chạy co giò. Mấy đứa ở đằng xa đang đợi nó, thấy vậy thì nhao ra. Vừa đúng lúc con Tí chạy đến liền đâm sầm vào một thằng, mồm miệng nó vẫn đang thi nhau thở. Chưa hết hoàn hồn, con Tí lại hét lên. Chạy đi chúng mày ơi! Có ma! Ma nó đuổi đằng sau kìa! Trên cây lồng mứt có ma thần vong! Mấy đứa trai trai kia nghe vậy thì cũng chạy mất mật. Mạnh đứa nào đứa ấy chạy, chả buồn hỏi xem con Tí đã tìm được thằng Hải chưa. Cả bọn cứ thế chạy thục mạng rồi túa về nhà trốn ma. Đêm hôm ấy làng Khánh An lại được một phen náo loạn. Chuyện là cả bọn sợ ma chạy về hết cả tiếng đồng hồ. Có lẽ chẳng có chuyện gì nếu không có việc gần 12 giờ đêm, anh chị Tín Hồng, ba mẹ thằng Hải vẫn chả thấy con về đi ngủ. Thường ngày vẫn biết thằng này hay nghịch ngợm, toàn đầu têu cho mấy đứa con nít chơi trò bậy, phá làng phá xóm. Nhưng tối nào nó có đi chơi thì muộn nhất 11 giờ đêm cũng phải về. Đằng này anh chị cứ chờ hoài,
đợi nó về đi ngủ mà chả thấy đâu. Thằng cu Tèo, tên thường gọi của anh thằng Hải, nói với mẹ: "Hay ba mẹ thử đi gọi nó về coi, chứ giờ này làm gì còn đứa nào chơi ngoài đường nữa. Xem chừng nó lại rúc vào chòi canh vịt của ông Sáu Bùng ngoài đồng đó." Hai anh chị lại bật đèn pin đi tìm thằng con rời đánh, nhưng đã soi khắp nơi, kể cả ra tận chòi vịt của ông Bùng, cũng chẳng thấy thằng Hải đâu. Bấy giờ họ mới chạy về làng mà vào nhà từng đứa chơi cùng để hỏi con. Mấy nhà đều bảo lũ nhóc về lâu rồi, đứa nào cũng ngủ lăn quay rồi còn đâu. Sợ quá, ba mẹ thằng Hải mới hô hoán nhờ người đi tìm con. Vậy là đèn đuốc của mấy nhà lại được huy động sáng trưng cả một góc làng. Tiếng người gọi nhau và tiếng gọi con của anh chị Tín Hồng đã phá tan đi sự yên tĩnh bình lặng vốn có của màn đêm. Nhưng cho dù mọi người có làm cách nào đi nữa, thì bóng dáng thằng Hải vẫn bật vô âm tín không tài nào tìm ra. Một người mới mách nước bảo đến nhờ thầy Ban ở trong làng. Ông thầy này vốn giỏi trừ tà ma yêu quỷ, vẫn thường hay đi chấn tà cho mọi nhà. Khi ông thầy được mời ra, người ta thấy ông đi đến phía cây lồng mứt rồi đưa tay lên bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú, mắt nhắm lại. Chỉ một lát sau, ông từ từ mở mắt ra và hô lớn: "Yêu ma quỷ quái phương nào dám tới đây lộng hành à? Lại còn che mắt mọi người nữa. Người giấu thằng bé ở đâu mà mang nó ra đây, không ta đánh cho hồn bay phách tán bây giờ." Tức thì một tiếng cười ma quái cất lên, kèm theo một giọng nói oang oang dọa người: "Thằng thầy cúng nửa mùa kia, ngươi có bao nhiêu đạo hạnh mà đòi dọa ta hả? Thằng bé đã mạo phạm chỗ ở của ta nên ta mới bắt nó. Giờ muốn đưa nó ra thì các ngươi phải thành tâm cúng kiến lễ vật ta mới chịu." Nhưng ông thầy kia đã lấy ngay một lá bùa màu vàng ném vào cái thứ kia, rồi rút luôn thanh kiếm gỗ đào chém tới tấp. Con quỷ kia vẫn chưa chịu buông tha, nó cào lên rồi lao vào ông Quyết sống mái. Nó đã sống ngót trăm năm nơi cái miếu hoang này rồi. Bình thường, những người dân ở gần đấy hàng tháng vào rằm hay đầu tháng vẫn hay đem trái cây ra cúng kiếng nên không thấy xảy ra việc gì. Này bỗng dưng nó lại giấu thằng bé thì chắc không phải vô cớ. Ông mới móc từ trong túi ra một nắm chu sa và hùng hoàng tung về phía con quỷ. Chỉ thấy nó á lên một tiếng đau đớn rồi biến mất vào màn đêm. Đám người kia vẫn đứng rúm vào một chỗ theo dõi ông thầy Ban, nhưng họ chỉ nhìn thấy ông khoa chân múa tay rồi đối đáp với cái thứ ma quỷ gì đó trước mặt, chứ họ tuyệt nhiên không nhìn thấy gì cả. Trước mặt, ông thầy Ban bắt đầu lấy ra cái đèn pin rồi soi vào bụi rậm. Trong ấy, thằng Hải đang ngồi co ro mắt nhắm nghiền, quay lại phía sân làng, ông gọi: "Mấy người lại đây nào, thằng bé nó ở trong này nè, mau đưa nó ra đi." Vậy là mọi người bấy giờ mới túa cả đến. Hai anh thanh niên to khỏe cầm gậy gộc gạt đám cây dại rồi lôi thằng Hải ra. Thằng bé cứ như người mất hồn, ngây ngây dại dại giống kẻ tâm thần. Chị Hồng mẹ nó sợ quá khóc òa lên: "Ôi con ơi, con tôi làm sao mà ra nông nỗi này." Thằng Hải vẫn cứ đứng ngây ra như trời trồng, chẳng tỏ thái độ gì. Ông thầy mới bước lại bảo với vợ chồng chị Hồng: "Nó tuy không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị bắt mất vía rồi. Tao thấy đèn dương hỏa trên vai của nó bị tắt mất một ngọn. Mau đưa nó về đi, rồi sáng mai tao sẽ sang cúng cho. Con quỷ kia chưa buông tha đâu, nó đang giữ mất vía của thằng bé đấy. Nó sống cả trăm năm rồi nên rất mạnh. Tao không phải là đối thủ của nó, chỉ bằng nó cũng chưa làm hại ai. Vậy thì cúng kiếng lễ vật như lời nó nói, nó sẽ thả hồn phách thằng Hải về." Mọi người lúc này thấy thầy nói vậy thì cũng giục anh chị Tín Hồng đưa con về, rồi mọi người cũng ai về nhà nấy. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Ông thầy Ban cũng theo chân về nhà chị Hồng. Thằng cu Hải cũng được đưa lên giường nằm. Ông thầy liền lấy ra một lá bùa bảo chị Hồng đốt đi, rồi lấy cho than hòa vào nước đổ cho thằng Hải uống. Một lá bùa khác ông đưa cho anh Huấn, bảo đem dán trước cửa nhà, không để cho yêu ma quỷ quái vào quấy nhiễu. Rồi ông ghi ra giấy những thứ cần thiết, dặn chị Hồng sáng mai ra chợ sớm. Khi nào xong, gọi ông tới cúng cho. Sáng hôm sau, chị Hồng đi chợ sớm lắm. Y theo lời ông thầy dặn, chị mua đầy đủ giấy tiền vàng bạc, kèm theo một mâm hoa quả và một đĩa xôi gà cùng với đĩa muối gạo to và 3 quả trứng vịt sống. Tất cả được mang ra đặt trước ngôi miếu hoang. Xong xuôi đầu đấy, ông Ban mặc một bộ quần áo dài màu trắng giữa ngực, có in hình bát quái rồi ngồi xuống làm lễ. Ông khấn khứa một hồi
rồi đợi cho tàn hương thì bảo vợ chồng chị Hồng lấy hết vàng mã ra đốt. Gạo muối thì đem rắc trên đường, các thứ còn lại như hoa quả thì để lại miếu, những thứ kia thì đem về. Lạ lùng thay, khi ông thầy ban cúng xong thì thằng Hải cũng trở lại bình thường, tuy nó vẫn còn mệt. Mọi người vui mừng mới xúm lại hỏi nó, lúc này thằng Hải mới bình tĩnh kể lại sự việc cho cả nhà nghe. Thì ra khi đi trốn con bé tí còi, nó liền nghĩ ra kế là đến phía cái miếu hoang có mấy bụi cây rậm rạp để trốn. Chỗ này chả đời nào con tí tìm ra, ngay cả bọn kia cũng chả thằng nào dám trốn ở đó vì chúng sợ ma. Nhưng thằng Hải thì cóc sợ, vì nó là đứa bạo gan, chuyên bày trò nghịch dại cho cả đám. Với lại, nó ỷ thế chưa gặp ma bao giờ, nên liều lĩnh trốn rõ ra. Đang lúc ở đằng sau ngôi miếu, nó nghe thấy tiếng con tí đi tìm, và nó đều tìm thấy mấy đứa kia một cách nhanh chóng, còn mỗi thằng Hải là nó chịu. Thằng này đắc chí lắm, định khi nào con tí nhận thua mới chạy ra hù cả bọn. Nhưng đột nhiên, nó lại buồn đái, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thằng này vạch quần ra đái, nước đái của nó chảy đến chân ngôi miếu hoang, và cuối cùng nó chả biết gì nữa. Vậy là mày đã đái vào miếu của người ta, chả trách bị giấu đi là phải. Con quỷ đó vẫn còn hiền đó, nên nó đã không lấy mạng mày, chỉ bắt đi phần hồn phách của mày thôi. Nếu không thu phục được nó thì phải biết đường cúng kiếng, chứ không để lâu mày sẽ thành thằng ngớ ngẩn, điên điên dại dại ấy. Tao chưa đủ đạo hạnh nên không thể thu phục được nó, nên tạm thời cúng cho nó những thứ cần thiết, nó sẽ không làm gì nữa đâu. Bà mẹ thằng Hải nghe vậy thì cảm ơn ông thầy rối rít, vì nếu không nhờ có ông ban thì họ làm sao mà biết được những việc này. Lại bị ma quỷ che mắt thì biết bao giờ mới tìm được con. Ông thầy ban lại quay sang dặn dò thằng Hải. Lũ con nít chúng mày toàn nghịch dại, từ sau chơi đâu thì chơi, đừng có đến chỗ cái miếu đó nghe chưa. Ma quỷ đẩy ra, và tao cấm tụi bay chơi trò trốn tìm buổi tối, kẻo có ngày ma nó rủ đi luôn. Thằng Hải thì qua vụ này nó sợ mất mật rồi, đúng là không có cái giải nào giống cái giải nào. Hú hồn cho nó, may còn gặp được thầy ban. Vụ thằng Hải vừa yên được một dạo thì người làng lại đồn thổi nhau về hồn ma của cô Ngọc chết oan. Những nhà ở gần cái miếu hoang nói đêm nào họ cũng nghe thấy tiếng ru con phát ra chỗ cây lồng mứt. Có người quả quyết rằng họ còn nhìn thấy cả một người phụ nữ tóc dài đang bế con trước ngực. Sự việc ma quái cứ được đồn thổi lên mãi. Cuối cùng họ được ông thầy ban cho biết là cô Ngọc bị bức tử quyên sinh chết oan, nên trong lòng mang nhiều oán hận. Cái oán khí ấy lại được tích tụ, bởi khi chết trong bụng, cô còn có một sinh linh bé nhỏ nữa. Chính vì vậy, cô mới mang oán hận chất chồng không thể nào siêu thoát được. Rất nhiều người đã bị hồn ma cô Ngọc hiện về hù dọa ban đêm mỗi khi họ đi qua đoạn đường có cây lồng mứt. Thằng Ba Tuất chồng Ngọc cũng không ngoại lệ. Từ ngày Ngọc chết đi, không có người cung phụng, lo cơm nước ăn uống cho hắn, nên hắn sống giật giờ, chả khác gì một con ma đói. Đám bạn nhậu cũng né hắn từ xa, chẳng ai thèm giao du với cái loại người mất dạy và điều giả như hắn. Bây giờ thì, ngày ngày hắn lại phải lê cái thân tơ tớp ra ngoài khu phố huyện để bốc vác thuê kiếm miếng cơm, miếng cháo qua ngày. Nhưng nhìn cái bộ dạng hắn, cũng chẳng ai dám buồn thuê. Vì nơi này san làng Khánh An, nên tiểu thương ở cái chợ huyện này chỉ thấy hắn dáng người mảnh mướt nên ít thuê thôi. Hỏa hoạn khi nhiều việc quá mà thiếu người bốc vác thì hắn mới được coi. Hôm nay là ngày hắn trúng mánh nên được người ta thuê 200 ngàn. Chiều đó hắn lại vào quán thịt cầy làm một bữa túy lúy, xịn ngoắc cần câu. Vì có một mình nên cứ đánh tì tì. Chán chê, hắn mới phóng cái xe quay tàu cà khổ về làng. Chỉ mới đi đến đầu làng xịn quá, hắn lại quăng cả xe mà đi bộ về nhà. Chân nam đá chân chiều đánh võng dọc đường. Đám trẻ con đang chơi búng thẻ nhìn thấy hắn thì hỏi nhau chạy giãn cả ra. Chúng mày ơi, lão Tuất xỉn kìa, lêu lêu, cái đồ xỉn rượu. Mà cha chúng mày, còn cai nhà ai mà mất dạy thế hả? Có muốn ổng tăng cho mấy cái không? Cút! Đồ chí phèo xỉn ngoắc cần câu tụi bay ơi. Thằng Tuất đã xỉn như vậy rồi thì còn sức đâu mà đuổi theo cái đám trẻ con nữa. Cuối cùng thì hắn cũng lê được cái thớt về đến nhà. Nói là nhà cho oai, chứ thực ra nó cũng chỉ hơn cái túp lều một tí mà thôi. Lăn đùng ra cái giường đã cũ, mắt hắn nhắm lại. Bỗng từ đâu một bóng trắng giật giờ xuất hiện ngay ngoài cửa. Cái bóng quen lắm,
Hắn dụi mắt mấy cái thì chợt nhận ra đó chính là Ngọc, người vợ đầu gối tay ấp của mình thuở nào. Trên tay cô còn ấm một đứa trẻ. Trời, chẳng lẽ đó chính là đứa con của hắn ư? Nhìn thấy hắn, cô ngoác cái miệng rộng hoác ra rồi nói: Mày có nhận ra tao không, thằng nát rượu? Vì mày mà tao phải chết. Vì mày mà con tao không được sinh ra đời, mày biết không? Tao căm thù mày. Căm thù. Không, không phải tao. Tao không giết mày. Là mày tự chết. Đừng đổ oan cho tao. Tao không giết mày. Mày đi đi. Đứa bé trong tay cô bỗng khóc oà oà. Rồi nó trườn khỏi tay mẹ mà bỏ nhanh thoăn thoắt đến chỗ hắn. Thân thể đứa bé chần như nhộng. Nó đưa đôi tay nhỏ xíu lên mà cào cấu hắn. Những ngón tay nhỏ bé nhưng sắc nhọn cứ thế bấu chặt lấy da thịt hắn mà ngắt mà nhéo. Chưa đã, nó còn đưa cả cái miệng lên ngoạm lấy cổ tay hắn, cắn lấy cắn để. Thằng Tuất đưa tay lên định tóm lấy đứa trẻ hất đi, nhưng tay hắn giờ đây cứ mềm như cọng bún không có lực. Cánh tay giơ lên lại bất lực buông thõng xuống. Hắn hét lên: Đồ ma quỷ, chúng mày cút đi. Nhà tao không có chỗ cho thứ ma quỷ như mày. Biến đi. Đứa bé lúc này bỗng dưng cất tiếng: Ba ơi, sao ba ác thế? Ba làm cho mẹ phải chết. Ba khiến cho con không được làm người. Ba chết đi. Mày chưa chết được đâu. Mẹ con tao còn về quấy quả mày nhiều nữa. Thằng cha ác độc, mày sẽ phải khổ sở. Sống không bằng chết thì tao mới cam lòng. Mấy ngày liền, hồn ma mẹ con cô Ngọc cứ về hù dọa thằng Ba Tuất như vậy, khiến hắn thân tàn ma dại, không lê bước được ra khỏi nhà nữa. Nhìn hắn lúc này, người chẳng ra người, mà ngợm không ra ngợm. Riết rồi hắn không dám ngủ. Đêm đến hắn cứ bật điện rồi ngồi bó gối thức trong trong. Hắn sợ màn đêm, sợ bóng tối, lại sợ đêm xuống hai mẹ con Ngọc sẽ về lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Việc thằng Ba Tuất ốm khật khử mấy ngày nay, cả làng cũng chẳng ai thèm để ý. Mọi người chỉ ngạc nhiên vì thấy đã gần tuần nay, cái xe máy cà khổ của hắn vứt chỏng chơ ở rệ đường, nhưng chẳng thấy hắn đem về, cũng chẳng ai thèm lấy. Hắn bệnh hóa lại hay, vì làng đỡ phải chứng kiến cái đám trẻ con ngày nào cũng bu lấy hắn mà chọc kẹo. Rồi hắn đi đến đâu, đám chó cũng sủa ăng ẳng đến đó. Loại người mà đến cả con vật nó cũng chả hoan nghênh thì sống liệu có ích gì. Đêm này hắn ngồi tự vấn lương tâm. Hắn bỗng thấy đời mình thật vô vị, thấy mình có lỗi với vợ con. Vì hắn mà người vợ tội nghiệp đã phải tự tử một cách oan uổng. Đứa con chưa một lần được nhìn thấy ánh mặt trời. Hắn khóc, những giọt nước mắt muộn màng rơi trên đôi gò má xương sầu nhớp nhúa. Hắn ngồi bật dậy. Giờ này đêm đã khuya lắm rồi, có lẽ cũng tầm 1-2 giờ gì đó vì đường làng vắng hoe. Những con chó ngày thường vẫn hay cắn hóng, vậy mà nay im ru, chỉ còn tiếng bước chân hắn lạo xạo trên đường. Gió bỗng hun hút thổi, rót luồn qua tay hắn lạnh buốt. Bàn chân đưa hắn đến cây cầu bắc qua sông nối giữa làng hắn với làng bên. Con sông này dài lắm, mực nước lên xuống theo thủy triều, nên giờ là lúc nước sông đầy ấm áp. Hắn bỗng thấy trên cầu hai mẹ con Ngọc đang đứng vẫy tay gọi hắn, rồi bóng họ chấp chới dưới bờ sông. Tiếng đứa bé vẫn còn lanh lảnh như gần như xa. Ba ơi, xuống đây chơi với con. Xuống đây ba ơi, nước mát lắm. Thằng Ba Tuất bước đi như một cái máy, rồi dừng lại ở giữa cầu. Hắn nghe tiếng bước chân lội bị bõm bên dưới. Thế là hắn lao đầu xuống. Cả thân thể hắn bị dòng nước nhấn chìm. Chỉ đến khi xuống nước, có lẽ nước lạnh đã làm hắn thức tỉnh. Hắn ngoi lên kêu cứu, nhưng tiếng kêu của hắn tắc nghẹn nơi cổ họng. Giờ này mọi người đều đã yên giấc, còn ai thức nữa đâu mà nghe tiếng hắn cầu cứu. Lóp ngóp dưới dòng nước lạnh một lúc thì không còn thấy động tĩnh gì nữa. Thế là thằng An Hải đã xuống làm bạn với Hà Bá từ lúc nào không hay. Thằng Chí Phèo của làng chết đuối dưới dòng sông, chẳng một ai biết cho đến tận 3 hôm sau, khi có một đám thanh niên xuống tắm. Mấy thanh niên này được tiếng là bơi giỏi, nên thi thoảng lại ra sông tắm cho thỏa sức bơi lội.
Đoạn sông chảy qua làng đã được chính quyền xã xây lên những bậc cấp cho dân tiện lên xuống. Mọi người vẫn thường mang chăn chiếu ra đấy giặt cho tiện. Anh Hưng, một trong ba thanh niên đang thả người trôi theo dòng nước, chợt chân anh đạp trúng vật gì. Khi ngoái đầu nhìn lại, anh thấy lập lờ giữa dòng nước là một cái đầu đang nửa chìm nửa nổi ở cạnh mình. Sợ quá, anh bơi chối chết và bờ miệng la bài bài. Ôi giời đất ơi, có người chết! Có người chết đuối dưới kia! Ba anh bạn đang bơi đoạn trên, nghe anh này hô hoán, mới bơi nhanh lại rồi nhảy lên bờ hỏi. Cái gì mà đang bơi lại chạy như ma đuổi thế? Có người chết đuối ở đoạn dưới kia kìa. Nghe anh này chỉ, hai anh kia tuy cũng có hơi hoảng, nhưng là thanh niên lại đang ban ngày ban mặt thì sợ cóc gì. Thế là cả hai bảo nhau bơi một mạch ra chỗ cái đó xem thực hư thế nào. Đến đúng chỗ anh Hương tả, cả hai người mới hoảng hốt khi thấy cái xác đang trương phình trôi dập dờ đằng trước. Hoảng quá, hai anh này cũng chẳng ai bảo ai, đều bơi một mạch vào bờ. Họ chỉ sợ chậm chân một tí, cái xác quái quỷ kia lại lôi cổ họ xuống thế mạng thì nguy. Vậy là ba anh này liền chạy về làng thông báo cho mọi người biết. Đám đông hiếu kỳ lại ào ào đổ ra bờ sông. Tin này cũng nhanh chóng được báo lên cho công an xã. Chỉ một lúc sau, mấy anh dân quân và công an đã có mặt. Lúc này cái xác mới được họ huy động mọi người vớt lên. Khi cái xác được đưa lên bờ thì mọi người mới bàng hoàng nhận ra đó chính là thằng Tuất Xỉn trong làng. Nhưng tại sao nó lại chết? Hay say rượu quá mà ngã nhào xuống sông chăng? Nhìn cái xác bợt bạt trương phình thế này thì chắc là cũng chết được mấy ngày rồi. Thảo nào chả ai nhìn thấy hắn mấy ngày nay. Nhiều người cám cảnh cho hắn vì tứ cố vô thân, cha mẹ cũng chết hết cả rồi, vì họ cũng chả phải người ở đây, từ xa lưu lạc đến nên hắn cũng chẳng có bà con thân thuộc gì ở cái xứ này. Sau khi công an huyện xuống thu thập chứng cứ để tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết của thằng Ba Tuất và tiến hành khám nghiệm tử thi, không phát hiện ra điều gì bất thường, thì họ kết luận rằng thằng Ba Tuất chắc say rượu quá mà sẩy chân ngã xuống sông. Vì bị rượu vật nên nó cũng chả còn sức mà bơi vào bờ và cứ thế bị dòng nước nhấn chìm. Vậy là mọi người lại cùng nhau góp công góp sức vào, quyên góp để mua cho Ba Tuất một cái quan tài và nhanh chóng đưa đi an táng. Chỉ có những người dân xóm chạy là nghĩ cái chết của thằng Ba Tuất không hẳn do rượu mà do hồn ma của cô Ngọc về báo thù. Vì thường ngày nó vẫn đi uống rượu và say khướt đấy thôi. Có đời nào lại đi tự nhảy xuống sông bao giờ? Chỉ có cô Ngọc về dẫn dụ mới khiến cho thằng chồng mất dạy của mình tự dưng chết đuối một cách lãng nhác như vậy. Sau một thằng nát rượu lại chả làm lên trò trống gì, nên cái chết của một thằng tứ cố vô thân như nó cũng nhanh chóng bị trôi vào quên lãng. Nhưng sự việc quỷ dị bây giờ mới bắt đầu phát sinh mạnh mẽ. Ấy là việc mùa mưa năm đó sấm chớp nhiều lắm, sét cứ nổ đì đùng làm cho mọi người chả ai dám ra đường vào những giờ mưa gió. Người lớn thì không sao, nhưng đám trẻ con thì sợ lắm. Chúng cứ thấy sấm động là chạy rúm ró cả vào nhà. Đêm hôm ấy trời mưa mấy tiếng đồng hồ mới tạnh, nên mọi nhà đều đi ngủ sớm. Chẳng ai biết có những việc kỳ lạ đã xảy ra. Ấy là việc cái miếu hoang chỗ cây lồng mứt đã bị nước cuốn trôi mất, còn cái lồng mứt thì bị sét đánh trúng toác cả đôi thân cây. Một nửa cây ngã ra đất, chỉ còn một nửa trơ trọi cứ lắc lư giữa bão giông. Sáng ra mọi người bắt đầu đi thu dọn những cành cây gãy đổ, mới phát hiện ra cây lồng mứt lâu năm đã bị sét đánh toác làm đôi. Nhưng điều khiến mọi người sợ hãi chính là ở giữa thân cây chảy ra cái thứ nước đỏ như máu, nhìn rất sợ. Cái thứ nước ấy đích thị là máu, bởi nó có mùi rất tanh, cứ như máu người vậy. Hãi hùng hơn, khi một thằng bé hiếu kỳ ngó vào xem, nó bỗng hốt hoảng hét lên thất thanh, bởi trong hốc cây còn hiện rõ mồn một đôi mắt người. Sự việc quỷ dị cứ thế loan ra khắp làng. Người dân nơi đây thì tin rằng đó là điểm gở, là làng sắp gặp phải quái sự, bởi cùng một đêm mà cây lồng mất thì bị sét đánh toác đôi, cây miếu hoang lại bị nước cuốn trôi đi đâu mất. Vậy là lành ít dữ nhiều rồi. Chuyện lạ rồi cũng đến tai ông thầy Ban, hay nói đúng hơn là có người chạy vào báo cho ông. Ông Ban mới lật đật chạy ra, nhìn vào cái thân cây toác đôi khi ấy vẫn còn chảy ra những dòng máu tanh ngòm. Đôi mắt quỷ dị vẫn đang mở thao láo cho khóm cây. Thầy Ban thấy thế mới hốt hoảng nói: "Làng mình sắp gặp họa lớn rồi. Cái miếu hoàng kia lâu ngày không được tôn tạo. Sở dĩ làng ta vẫn yên bình bấy lâu nay
là do con quỷ sống hàng trăm năm trú ngụ trong miếu, không làm hại dân làng, bởi hàng tháng nó vẫn được cúng kiếng nhằng kèn đầy đủ. Này chỗ ở bị mất, đồng nghĩa sẽ chẳng còn ai cúng đồ cho nó nữa. E rằng sớm muộn nó cũng quay lại đây mà quấy quả mọi người. Ngừng một lát, ông lại nói tiếp. Còn việc cây lồng mứt bị sét đánh toác đôi, thân cây lại chảy ra máu chính là điểm báo tai ương sắp xảy ra. Cô Ngọc chết oan nên không siêu thoát, khi chết lại còn mang trong mình đứa con đang thành hình nên chứa rất nhiều oán niệm. Linh hồn hai mẹ con đã lấy cây lồng mứt để làm chỗ trú ngự. Này đến chỗ nương thân cũng không còn, cây chảy máu chính là huyết lệ, đôi mắt chính là oán quỷ hành thành. Cô ấy đã thực sự hóa quỷ rồi. Mọi người nghe thầy nói thế thì sợ lắm, họ chẳng biết gì về việc này nên đều mong muốn nhờ thầy giúp. Nhưng thầy ban e dè nói: sức ta có hạn, một mình không thể diệt trừ được con quỷ vì nó rất mạnh. Này lại cộng thêm oán hồn của hai mẹ con cô Ngọc thì e là khó thoát. Chỉ bằng việc trước mắt dân làng nên lập ngay hai cái miếu ở đây, một cái cho con quỷ sống trăm năm vẫn để ở chỗ cũ, một cái cho mẹ con cô Ngọc dựng ngay cái cạnh cái gốc cây lồng mứt này. May ra dân làng mới tức tốc phân phó nhau đi lập miếu, chỉ mong tai ương không chút xuống đầu mình, bởi mọi người đều là người trần mắt thịt, mà thế lực tâm linh ma quỷ thì sức mạnh vô biên không nhìn thấy được. Vậy nên ai cũng nghĩ thôi, thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Khi hai ngôi miếu được dựng lên theo lời ông thầy ban và cũng được ông làm lễ cúng kiếng thỉnh linh hồn con quỷ và mẹ con cô Ngọc về ngự và để yên cho dân làng làm ăn, rằm mùng một mọi người sẽ đem hương hoa ra cúng kiếng đầy đủ. Tuy vậy, ông vẫn cảnh báo với dân làng rằng đó chỉ là việc cứu cánh nhất thời thôi. Về lâu về dài, phải diệt trừ được con quỷ này và hóa giải oán nghiệt của mẹ con cô Ngọc và đưa cô đi đầu thai thì mới yên tâm được. Trước mắt là như vậy, ít ngày nữa thầy sẽ lên núi Thất Sơn để thỉnh về một vị đồng đạo. Người này là đệ tử nội môn rất giỏi của phái Thất Sơn, may ra mới trị được cái con quỷ kia. Cũng may ông thầy ban này là người không vợ không con nên cũng chẳng hề vướng bận chuyện gia đình. Dân làng nghe thầy nói vì vậy mà cũng bớt lo phần nào. Thầy ban đi được một thời gian mà không biết vì lý do gì vẫn chưa trở lại. Bấy giờ dân làng cũng không thấy có gì lạ xảy ra nữa nên có phần yên tâm và quay trở lại nhịp sống thường ngày. Đêm ấy một nhóm thanh niên trong làng rủ nhau đi hát karaoke rồi lại hùn tiền kéo vào quán nhậu. Mất 2 tiếng đồng hồ chén chú chén anh thì cả bọn cũng xỉn ngoắc cận câu rồi. Lúc này họ mới giục nhau ra về và mỗi người đi một ngả. Chỉ có anh Hùng là nhà ở xóm trại thì đi bộ về. Còn mấy anh kia ở xóm khác cũng leo lên xe máy phóng mất dạng. Đang chân nam đã chân chiều thì anh chợt thấy một người đang đứng tựa ở chân cầu. Nghĩ có lẽ thanh niên cùng xóm đi hóng mát, anh này mặc kệ mà bước qua. Nhưng mới chỉ được vài bước thì nghe thấy tiếng gọi. Hùng ơi, lại đây hóng mát đi, về làm gì sớm? Đến đây với tôi nào. Nghe thấy giọng quen quen nhưng chẳng nhớ ra là ai. Thay vì đi về nhà, Hùng liền quay lại phía cầu hóng mát cùng với người kia một lúc rồi về cho dễ ngủ. Tiến đến sát cái bóng đèn thì Hùng chợt thấy đó chính là một người. Nhưng người này đã chết mấy tháng nay rồi cơ mà. Nghĩ mình hoa mắt, Hùng đưa tay lên rụi mấy lần. Lúc này thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là thằng Ba Tuất, chồng của chị Ngọc. Nhận ra điều này, Hùng hoảng quá, định co càng chạy thì tiếng thằng Ba Tuất hét lên. Tao chờ đây lâu lắm rồi nhưng chưa tìm được thằng nào cả. Mày lại đây thế mạng cho tao đi. Đến đây. Nói rồi, nó vươn đôi tay dài ngoằng ra tóm lấy vai anh này. Hai cánh tay khẳng khiu xương sầu mà khỏe như hai gọng kìm, nó cứ siết chặt lấy vai anh Hùng mà vặn. Hùng sợ hãi kêu lên thảm thiết. Buông tôi ra, tôi có tội tình gì mà anh bắt tôi? Dân làng cũng đã an táng cho anh đầy đủ. Anh còn về đây làm gì nữa? Chúng mày ngu lắm. Chúng mày chỉ vớt tao lên đem chôn mà không bắt cầu cho tao lên. Hồn tao vẫn vất vưởng nơi này không siêu thoát, không lên bờ được. Tao phải bắt được người xuống nộp cho Hà Bá thì nó mới cho tao lên. Rồi mặc cho anh Hùng giấy rủa la hét, thằng Ba Tuất vẫn không buông tay. Bớt làng nước ơi, cứu tôi với, nó giết tôi. Ma, có ma. Nhưng anh chỉ kêu được đến đó thì bàn tay ma quỷ kia đã văng mạnh một cái.
Cả thân hình anh nhẹ hều trong tay hắn, cứ thế như một con nhái bén bị hắn quăng xuống dòng sông đen ngòm. Chỉ nghe một tiếng bõm vang lên, rồi mặt nước lại nuốt chửng lấy thân hình chàng trai trẻ. Một tiếng cười cất lên ha hà như vạn quỷ tể thanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai hay biết, cũng không ai nghe thấy gì cả. Bóng đen sau khi cất lên chàng cười sảng khoái thì biến mất trong màn đêm yên ắng. Đầu đó tiếng chó lại tru lên oang oang như nhát ma. Màn đêm quỷ dị cùng với đất trời âm u là chứng nhân duy nhất trong sự việc này. Nhưng nào ai có hay. Sự việc đau lòng xảy ra với anh Hùng đến tận sáng hôm sau người làng mới biết. Chuyện là anh này cũng hay đi đêm về hôm, lại là trai chưa vợ nên rất hay tụ tập bạn bè và cũng thường ngủ lại nhà bạn. Đêm hôm ấy chợp mái chẳng thấy anh về, bà mẹ mới buông màn đi ngủ. Vì ở quê mùa hè thường mở cửa ngủ cho mát, nên bà anh cũng nằm trên cái sập mà đánh một giấc. Mãi đến hôm sau tận 9 giờ sáng vẫn chả thấy con mò về, mẹ anh mới đi hỏi mấy anh bạn, thì họ đều nói tối qua cả bọn ăn uống xong thì về hết. Vì nhà gần nên Hùng cũng đi bộ về luôn lúc ấy. Tự nhiên bà hợi mẹ anh thấy lo, mới bảo ba anh đi tìm. Bà sợ nỡ có bể gì thì biết làm sao. Hai vợ chồng đang rối như canh hè thì có người hàng xóm chạy hớt hơ hớt hải vào, nói không ra hơi. Ôi bác Hợi ơi, bác ra cầu sông mà xem. Em thấy có đôi dép này trên cầu, có phải của thằng Hùng không? Bà kia liền giơ đôi dép ra, thì ôi thôi đúng là dép của thằng Hùng chứ còn ai vào đây nữa. Thường ngày nó vẫn đi đôi dép tổ ong này, lại còn đánh dấu chéo bằng sơn đỏ bên hông nữa. Chẳng của nó thì của ai? Ông bà Hợi hốt hoảng quá liền ba chân bốn cẳng vứt cả dép và chạy vội ra cầu sông. Bà hàng xóm cũng chạy theo bén gót. Ông Hợi chạy nhanh lắm, một mạch đã ra tới nơi. Còn bà Hợi thì vừa chạy vừa khóc. Ôi con ơi là con ơi, con đi đâu mà bỏ cha bỏ mẹ con ơi. Ôi làng nước ơi, cứu con tôi với. Nghe tiếng kêu khóc của bà thì những nhà hàng xóm cũng chạy túa ra. Đám thanh niên trai tráng nhanh hơn cả. Loáng một cái họ đã đứng đầy ở cầu sông. Nghe bà kia tả thì mười mươi là anh Hùng đã bị té sông chết rồi. Mấy người bơi lội giỏi được huy động nhảy xuống sông mò tìm. Họ cứ ngoi lên lại lặn xuống không biết bao lần mà vẫn chưa phát hiện ra cái gì lạ cả. Tưởng như mò kim đáy bể thì một cụ cao niên trong làng mới hiến kế. Khúc sông này vừa rộng lại sâu, nhưng ở xe bên dưới có một đoạn cầu cụt của cây cầu cũ bị sập ngày xưa. Các anh thử lặn tìm khúc ấy xem biết đâu nó mắc vào đấy. Thế là mấy người thanh niên lại phóng xuống đoạn sông ấy. Và quả đúng như lời cụ cao niên kia, chỉ một lúc sau hai thanh niên đã hét lên một tiếng báo hiệu là tìm thấy người. Họ lặn xuống một hồi rồi ngoi lên, kéo theo một thi thể cứng đơ lạnh ngắt. Đó không ai khác chính là Hùng, con trai ông bà Hợi. Khi cái xác được khiêng lên bờ thì bà Hợi đã ngất xỉu. Mọi người lại đưa bà vào chỗ mát để bấm huyệt và hô hấp nhân tạo làm cho bà tỉnh. Còn ông Hợi thì chết sững như người mất hồn khi nhìn thấy thằng con trai rất mực thương yêu của mình giờ đã thành người thiên cổ. Đám tang của anh Hùng hôm đó đông người tới viếng lắm. Vì ông thầy ban không có nhà nên việc cúng kiếng lại phải nhờ đến một cụ cao niên trong làng. Một đàn lễ và một nhành chuối non cùng với một cành phan cũng đã được bác làm cầu ở bờ sông cho linh hồn Hùng theo về. Nếu không làm việc này, người ta cho rằng hồn người chết sẽ không lên bờ được, mà cứ quanh quẩn nơi khúc sông chết đuối rồi biến thành ma ra. Còn ma ra muốn lên bờ thì phải bắt bằng được người thế chỗ cho nó, và nhanh như vậy sẽ có thêm người chết đuối thương tâm. Nhà anh Hùng cẩn thận cúng kiến cho anh bao nhiêu thì người ta lại nghĩ đến cái chết trước đây của thằng Ba Tuất vì nó sơ sài bấy nhiêu. Vì không có gia đình nên chẳng ai lo cho nó cả. Với lại riêng cái tội làm cho vợ uất quá phải quyên sinh thì ai cũng ghét, nên chẳng buồn làm những việc này. Vô tình chính điều đó lại gây nên sự việc đau lòng ngày hôm nay. Thời gian cứ vậy mà trôi đi như chó chạy ngoài đồng. Anh Hùng chết cũng đã được một tháng. Từ cái ngày định mệnh ấy thì chẳng còn ai dám bén mảng ra cầu sông hóng mát vào buổi tối nữa. Thầm tâm người làng bắt đầu lo lắng về tương lai của làng. Họ mong ông thầy ban lắm, chẳng hiểu có việc gì xảy ra không mà ông lâu về thế. Cây lồng mứt từ dạo bị sét đánh toác đôi thì một nửa thân cây đã chết, còn một nửa vẫn sống. Nó cứ nghiêng ngả như một người bị thương vậy. Và bên dưới gốc cây cái miếu nhỏ xíu thờ mẹ con chị Ngọc được dựng lên cũng vẫn được người làng khói nhang vào dịp đầu tháng và hôm rằm.
Bên cạnh là ngôi miếu to hơn, thì thờ hồn ma đã hóa quỷ trăm năm. Sự việc có lẽ vẫn cứ yên bình, cho đến khi nhà bà Rẫy ở gần đó có đứa cháu 5 tuổi, lần la chơi đùa. Mới nhân lúc bà đang lúi húi nấu cơm trong bếp, thì thằng bé liền chạy ra phía ngôi mộ. Nó thấy trong miếu có một gói bánh và một đĩa trái cây, mới thò tay vào, vặt ngay hai quả chuối cau đưa lên miệng cắn. Loáng cái nó đã ăn hết 3-4 quả, rồi còn tiện tay cầm ngay lấy gói bánh mang về. Bà Rẫy nấu cơm xong mới đi ra, thấy thằng cháu đang ngồi đầu hè bóc bánh ăn. Hỏi nó ai cho thì nó bảo nhặt được. Bà cũng vô tâm không nghĩ ra, chỉ bảo nó từ sau không được ăn bậy bạ, kẻo nỡ phải đổ hết đát, lại đau bụng thì khổ. Lời bà nói quả không hoa, đêm đó thằng Tú đau bụng thật. Không những đau mà nó còn ói mật xanh mật vàng, mắt thì trợn ngược, cứ chỉ ra ngoài cửa mà khóc ré lên. Bà mẹ nó hoảng lắm, nghĩ con bị rối loạn tiêu hóa, định cho nó uống thuốc thì nó nói: "Mẹ ơi, ông kia đánh con, ông đến đòi bánh, ông ấy kia kìa mẹ ơi." Mẹ thằng Tú nhìn ra ngoài cửa thì đâu có thấy ai, chợt hoảng hồn khi nghĩ đến cái miếu thờ quỷ. Thôi đúng rồi, càng hỏi thằng con có phải đã lấy bánh ở ngoài cái miếu hoang không. Thằng bé vừa khóc vừa gật đầu. Bà Rẫy bấy giờ cũng đã tỉnh ngủ, nghe thằng cháu nói vậy thì bà biết là nó đã đụng vào đồ của người ta rồi, bây giờ có hối cũng không kịp. Bà liền chạy vào trong nhà thắp nhang, khấn khứa gia tiên phù hộ, đồng thời lấy lá nón ra đốt bía cho thằng cháu. Chợt nhớ có túi bùa nhà Phật được sư thầy cho hôm đi lễ chùa, bà liền lấy đeo ngay vào cổ cho thằng Tú. Một lúc sau thì không thấy nó khóc nữa, có thể nhờ cái túi bùa hộ mệnh kia mà cháu bà mới được độ trì, chứ không thì bà chẳng biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ nó, đổi cả cái mạng giả này cũng chưa chắc cứu được thằng bé. Có lẽ việc thằng bé cháu nhà bà Rẫy dám lấy đồ trong ngôi miếu hoang để ăn đã làm con quỷ trong miếu nổi giận. Sở dĩ nó chưa làm hại được thằng bé cũng bởi bà Rẫy đã kịp thời đeo cho nó cái túi bùa hộ mệnh của nhà Phật, nên thằng nhỏ được bình an. Nhưng còn bà thì sao? Bà Rẫy không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của con quỷ và tính mạng bà sắp sửa bị đe dọa mà không hay. Bà cứ nghĩ rằng thằng Tú cháu bà không làm sao thì mọi việc coi như yên ổn. Nhưng không, sự việc bây giờ mới thực sự bắt đầu. Ba hôm sau, cũng vào một đêm mưa gió, nhà ai cũng đóng kín cổng và đều đã đi ngủ hết. Có một bóng đen cứ vật vờ đứng trước cổng nhà bà Rẫy. Để ý kỹ thì cái bóng cao lớn lắm, chân nó không chạm đất, thân hình to lớn của nó cứ lướt đi nhẹ nhàng không một tiếng động. Nó từ từ tiến lại phòng ngủ của bà Rẫy. Lạ thay, cái cửa đang đóng chặt bỗng từ từ mở ra, bóng đen đi vào phòng. Bà Rẫy đang ngủ trên giường bỗng mở choàng mắt, bóng người trước mặt chợt cất giọng âm vang ma mị: "Đi theo tao nào, mau lên, ta chờ bà mấy năm nay rồi." Chẳng biết giọng nói đó có một thứ ma lực gì mà bà cứ bước theo nó như một cái máy. Cái bóng đi chậm thì bà đi chậm, nó bước nhanh thì bà cũng chạy nhanh. Hai người cứ một trước một sau như thế. Mưa lúc này cũng tạnh dần, chỉ còn nghe tiếng những con chấu chuột kêu ả uông và những con rế kêu rích rích, nghe buồn đến não ruột. Đến trước cái miếu thì bóng đen dừng lại, nó đưa tay chỉ vào cái miếu rồi bảo bà Rẫy: "Hôm nay ta sẽ đưa bà đi làm người hầu cho ta, bà có đồng ý không?" Bà Rẫy lúc này mới choàng tỉnh vì một tia chớp lóe lên bầu trời soi rõ hình hài người đàn ông trước mặt. Một gương mặt xương sầu không có ngũ quan, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, miệng toang hoác để lộ ra một hàm răng lủng liệng, cái còn cái mất. Bà hoảng hốt kêu lên: "Xin tha cho tôi không muốn chết. Bớt làm nước ơi, cứu tôi." Nhưng bà chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông ma quỷ kia đã đưa cánh tay xương sầu cứng ngắc như gọng kìm của mình chọc thẳng vào cổ bà rồi rút mạnh ra. Máu huyết theo lỗ thủng mà bắn ra thành vòi. Bà Rẫy lúc này mồm miệng cứng đơ, đôi mắt mở to kinh hãi, đưa cả hai bàn tay lên bịt lấy lỗ thủng trên cổ, rồi quay người bỏ chạy. Xong, bà chỉ chạy được mấy bước thì ngã quỵ ngay xuống. Đôi tay kia thêm một lần nữa chộp lấy cổ bà vặn mạnh. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, tức thì thân hình bà đã nằm ngay đơ ra mặt đất. Đôi mắt của bà vẫn mở trừng trừng, chứng kiến cái chết đầy đau đớn của mình. Con quỷ lúc này cất lên một tràng cười như chuông đồng vang vọng khắp không gian, rồi thoát một cái đã biến mất vào trong miếu. Mọi việc lại trở nên tĩnh lặng
như chưa có gì xảy ra. 3 ngày sau thì ông thầy Ban mới về. Đi cùng ông là một người đàn ông lớn hơn ông vài 3 tuổi, có dáng quắc thước và đôi mắt tinh anh. Đó chính là sư huynh của ông thầy Ban, người được truyền dạy những bí pháp nội môn chân truyền của phái Thất Sơn. Khi 2 người mới về đến đầu làng, đã nghe mọi người bàn tán về cái chết kỳ lạ của bà Rẫy. Họ đồn đoán rằng cái chết của bà là do con quỷ ở ngôi miếu hoang gây nên. Nhìn thấy ông Ban về, cả làng mừng lắm. Họ cũng kể lại cho 2 ông bà nghe tường tận về những cái chết bất thường xảy ra dạo gần đây. Ông Ban quay sang người đàn ông bên cạnh rồi nói: "Chúng ta về hơi chậm thầy bà ạ. Rất tiếc vì tôi đã đi hành pháp hơi lâu, để thầy phải đợi dài. Ngày đêm nay chúng ta sẽ bày trận để thu phục con quỷ, không thể chần chừ thêm được. Nó đã giết được 1 người thì sẽ giết được nhiều người khác nữa. Nhân đây tôi sẽ giải luôn oán nghiệt cho mẹ con cô gái chết oan và đưa họ đi đầu thai." Dân làng nghe 2 vị thầy nói vậy thì mừng lắm, ai cũng muốn rước 2 thầy về nhà mình ăn cơm và nghỉ ngơi. Ông Ban cũng không tiện từ chối vì nhà ông lâu ngày đi vắng cũng chẳng còn gì để mà ăn cả. Ăn uống xong xuôi ở nhà một người dân cũng là hàng xóm của mình, 2 ông mới xin phép về để nghỉ ngơi, tiện chủ động chuẩn bị pháp dược. Tối hôm ấy, ông thầy Ban và thầy Ba Tuấn đã mang theo túi đồ nghề cùng đầy đủ pháp khí đi đến chỗ cái miếu hoang. Đám thanh niên trong làng biết 2 ông đi bắt quỷ thì hiếu kỳ lắm, đòi đi theo. Nhưng ông không cho đi, sợ họ làm rối trận pháp. Mấy anh này phải năn nỉ mãi, rồi còn hứa sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của 2 vị thầy pháp. Bây giờ ông Tuấn và ông Ban mới yên lặng không nói gì. Đến nơi, ông Tuấn lấy ra 5 lá bùa có viết tên của Thất Tinh Quân, tức tên của 7 chòm sao ở phương Bắc, rồi dán vào một cái cọc gỗ tre dài 7 tấc cắm xuống đất thành hình Thất Tinh Bắt Đầu. Quanh ngôi miếu lại chôn 4 cây cọc gỗ tre đã ngâm bằng máu chó mực và dùng chỉ đỏ xỏ vào 4 đồng tiền ngũ đế nối lại với nhau tạo thành một kết giới bao quanh ngôi miếu. Trên cọc tre dán thêm 5 lôi thiên hỏa phù để nếu con quỷ thoát ra sẽ kích hoạt trận đồ thiêu đốt hồn phách của nó. Xong xuôi đầu đấy, ông Tuấn ra hiệu cho ông Ban. Tức thì ông Ban đi đến bên cái miếu hoang, lẩm nhẩm đọc câu gì đó, rồi cắm ngay một cái cọc tre trước cửa miếu. Chưa đầy 10 phút sau, đã nghe thấy tiếng gió thổi phù phù. Một thân ảnh bay đã ngự trước miếu. Nó đưa tay lên chỉ mặt ông Ban quát lớn: "Đồ thối thay nhà ngươi, sao tự dưng dám mạo phạm nơi ở của ta? Muốn chết ư? Con quỷ khốn kiếp kìa, ngươi tắc oai tắc quái như vậy đủ rồi đấy. Đến giờ phải nạp mạng rồi, còn gì để nói nữa không? Mau cúi đầu theo ta chịu phạt." "Lộng ngôn, tên thầy pháp trầm kia, có bao nhiêu đạo hạnh mà đòi thu phục ta hả?" Tức thì sau câu nói đó, con quỷ đưa đôi tay dài ngoằng định tóm lấy thầy Ban, nhưng nó không biết rằng đã lọt vào trận pháp mà 2 thầy giăng ra. Lúc này thầy Tuấn mới xuất hiện, đôi mắt ông lộ rõ nhãn quang khiến con quỷ cũng có phần e dè. Nó biết người vừa xuất hiện năng lực hơn hẳn thầy Ban nên bắt đầu đề phòng. Con quỷ sấn tới tấn công thầy Ban vì biết thầy yếu hơn, định đánh bại thầy trước rồi mới đối phó với thầy Tuấn. Nhưng không ngờ mọi toan tính của nó không qua được mắt thầy Tuấn. Ông Tuấn từ từ lấy ra 1 lá bùa đã được tẩm chu sa và hùng hoàng, được họa phù lên đó rồi ném vào người con quỷ. Chỉ nghe xèo xèo một cái, tức thì con quỷ kêu thét lên. Nó biết là đã gặp được một nhân vật không dễ đụng, liền tìm cách thoát thân. Nhưng xung quanh ngôi miếu chỗ nó đứng đều đã bị kết giới bao quanh, khiến nó không tài nào chạy thoát được. Ông thầy Tuấn bấy giờ mới nói: "Tại sao người không chịu đi đầu thai mà lại cứ quanh quẩn nhân gian để làm hại chúng sinh như vậy? Người biết tội của mình chưa? Bà Rẫy có tội tình gì mà ngươi lại giết người vô tội như thế?" Con quỷ lúc này đã không còn đường lui, nó liền tả xung hữu đột, liên tục phóng ra những luồng quỷ lực nhằm thiêu cháy 2 người, rồi nhanh như chớp chộp lấy vai ông thầy Ban. Thấy cánh tay nó đưa ra, ông Ban né người tránh được cú vồ của con quỷ, nhưng vẫn bị móng vuốt của nó sượt qua vai rách toạc một mảnh áo. Máu từ vai của ông rịn ra, nhưng bản lĩnh của một thầy pháp khiến ông không hề nao núng. Ông rút ngay thanh kiếm gỗ đào ra nhằm thẳng con quỷ đánh tới, đồng thời tung ngay 1 đồng tiền ngũ đế vào mặt con quỷ. Bên này, ông thầy Tuấn cũng nhanh nhẹn cắn đầu ngón tay,
dùng máu vẽ hình thất tinh lên thanh kiếm gỗ đào. Bởi thanh kiếm đồng thời cũng là lệnh bài hạ lệnh cho chư thần, vừa là pháp khí. Rồi ông lẩm nhẩm đọc bài chú thỉnh thần: Phụng hảo thiên chí, tôn ngọc hoàng đế chi mệnh, cẩn tuân thất sơn tổ sư chi giáo huấn, đệ tử kính nương thánh uy bắc thiên huyền vũ hắc đế, đản ma thiên tôn chân võ đại đế, cung thỉnh bắc đầu tinh quân, đồng thì hiển lộ thần thông, trợ ta pháp đàn, hàng ma phục yêu bảo giá an dân. Thỉnh bắc đầu đệ nhất âm tinh cự môn tinh quân, bắc đầu đệ nhị âm tinh cự môn tinh quân. Giáng. Ông đã dùng thất tinh trận mượn oai lực của thất tinh quân bắn ra 7 luồng linh quang thiêu đốt linh hồn con quỷ, khiến nó cực kỳ đau đớn thống khổ. Con quỷ bấy giờ không còn sức đâu mà chống đỡ nữa, liền quỳ mọp xuống mong hai vị thầy pháp tha tội. Hắn xin pháp tâm làm quỷ thần bảo hộ cho nhân dân ở vùng đó làm ăn thuận lợi, quyết không dám quấy phá. Nếu làm trái thì lúc đó các thầy có dùng trận pháp đánh tan hồn phách nó cũng cam lòng. Bấy giờ ông thầy Tuấn nghe chừng cũng xuôi lòng. Ông cũng muốn hóa giải mọi oán nghiệp của con quỷ, giúp nó hồi tâm chuyển ý, lấy thiện làm đầu tích thêm phước lành và âm đức, nên ông cho nó một cơ hội để đoái công chuộc tội. Liền kích hoạt trận pháp phong ấn con quỷ. Cuối cùng, ông cũng lấy chính ngôi miếu làm nơi giam giữ linh hồn và phong ấn nó lại. Ngày hôm sau, hai ông lại lập một pháp đàn thỉnh hồi vong hồn hai mẹ con chị Ngọc lên. Trên pháp đàn có đèn nhang nến đỏ và giấy tiền vàng bạc, cùng trái cây hoa quả bày biện đầy đủ. Ngoài ra còn có hai con hình nhân, một con lớn, một con nhỏ, được ghi rõ tên tuổi của chị Ngọc. Và hai lá bùa cũng được dán lên hai con hình nhân. Nghi lễ thỉnh hồn bắt đầu. Ông thầy Tuấn bắt đầu lẩm nhẩm khấn vái và đọc chú. Chỉ một lát sau, trong màn khói hương nghi ngút hiện ra hai cái bóng mờ ảo. Đó chính là chị Ngọc và một đứa bé gái được chị ẵm trên tay. Nhìn thấy đàn lễ được bày biện chỉnh tề, chị này khựng lại giây lát, rồi đưa ánh mắt thăm dò về phía hai ông thầy nói: Chẳng hay hai vị thỉnh hồn vía ta lên làm gì? Thầy Ban điềm tĩnh trả lời: Ta biết chị chết không cam tâm và cũng mang theo nhiều oán hận, nhưng thiết nghĩ đã đến lúc chị nên buông bỏ hận thù để hai mẹ con được xuống hoàng tuyền đầu thai chuyển kiếp. Kẻ gây tội cũng đã phải trả giá rồi. Nghe ta, vứt bỏ mọi tạp niệm, ta và thầy Tuấn đây sẽ giúp chị siêu thoát. Chị này bình thường rất oán hận vì bắt buộc phải quên sinh, mang theo nhiều oán nghiệp nên hóa quỷ. Mặc dù chưa chính thức tạo ác, nhưng nếu cứ để vậy thì về lâu về dài sẽ hại đến dân làng. Thầy Tuấn lại tiếp tục hồi tâm chuyển ý cho chị. Nghe hai thầy giảng giải và tán bớt oán nghiệp trong lòng, thì nước mắt chị Ngọc lã chã rơi. Chị sụp xuống cúi lại hai thầy và nhờ hai vị mở lòng đạo hạnh giúp cho mẹ con chị được siêu sinh đầu thai về cướp mới. Ông thầy Tuấn bấy giờ mới đưa ra một lá phù triện màu vàng, ghi các ký tự rồi đọc một câu chú ngữ. Khi lời thầy vừa dứt, tức thì linh hồn hai mẹ con người đàn bà tội nghiệp nhanh chóng hóa thành một làn khói trắng, bám nhẹ vào lá phủ bay về phương xa. Ánh mắt hai người thầy lúc này mới giãn ra và bắt đầu thu dọn đồ nghề. Dân làng nghe tin các thầy đã thu phục xong oán quỷ và đưa mẹ con chị Ngọc đi đầu thai thì mừng lắm. Một cụ cao niên thay mặt dân làng đứng ra cảm ơn họ, nhưng cụ vẫn còn lấn cấn một điều. Đó là linh hồn ba tuất vẫn còn lẩn quất nơi bến sông. Nếu không thu phục thì hắn sẽ còn làm hại những người vô tội. Nghe cụ giải bày, và đó cũng chính là ước muốn của dân làng, một lần nữa hai thầy lập lại đàn lễ và triệu hồi vong ma ba tuất. Thằng này vốn dĩ lúc sống đã chẳng làm gì nên chuyện, nay lại mang tội giết hại anh hùng thì tất sợ bị đánh tan hồn phách. Biết là không phải đối thủ của hai vị, nó liền quỳ mọp xuống xin ra ân xá tội và nguyện sẽ đi theo hai thầy để hành thiện tác phước và tích đủ âm đức mới xin đi đầu thai. Nhưng thầy Tuấn đã suy nghĩ không cần phải thâu nhận quỷ hồn, nên ông muốn đưa hắn về địa phủ cho Diêm Vương định tội. Ông cũng khuyên hắn xuống đó nên tích cực trau dồi âm đức để giảm bớt nghiệp ác đã gây ra ở cõi trần, thì sớm muộn cũng sẽ được đầu thai. Hắn cúi đầu im lặng không nói gì. Bấy giờ thầy Tuấn mới lấy ra một lá phù rồi niệm chú ngữ. Tức thì linh hồn của ba tuất cũng chạy, bám ngay vào đó và nhanh chóng tan biến vào hư vô. Cuối cùng, sau bao nhiêu sự việc quỷ dị xảy ra làm đảo lộn cuộc sống,
thì bây giờ người dân Khánh An mới thực sự được hưởng những tháng ngày yên bình đúng nghĩa. Hai ông thầy Pháp lại tiếp tục khoác tay nải để đi đến những vùng đất mới hành hiệp giúp đời. Xa xa những áng mây bồng bềnh trên nền trời như một luồng sinh khí tiếp thêm sức mạnh cho họ. Bóng hai người cứ mở dần trong tầm mắt của những người đưa tiễn. Vậy là chúng ta đã kết thúc hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe, theo dõi, ủng hộ của tất cả quý vị. Và quý vị thân mến, Thuận thì thời gian gần đây đã đăng lên kênh Nhà Ma rất là nhiều các câu chuyện. 8 giờ tối hàng ngày là những cái câu chuyện ma ngắn, những cái sọt ngắn thôi, khoảng dưới 1 phút. Còn tối thứ tư thì cũng 8 giờ là những cái câu chuyện dài hơn, khoảng 30-35 phút. Và lồng ghép vào đó ngoài việc kể chuyện là những cái hoạt cảnh để quý vị có thể dễ dàng hình dung ra câu chuyện hơn. Nên quý vị nào thích kênh Nhà Ma thì có thể qua kênh Nhà Ma ủng hộ cho Thuận nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị nào chưa biết đến cái kênh TikTok của Thuận thì quý vị có thể tìm là Người Cõi Âm. Ở trên TikTok là sẽ ra ngay cái kênh TikTok của Thuận. Avatar là hình ảnh một cô gái mặc đồ trắng, treo cổ. Nhìn Avatar thì hơi giận người một xíu. Nhưng quý vị bấm vào thì sẽ thấy hình ảnh của Thuận ở trên cái kênh TikTok đấy rất là nhiều. Và thỉnh thoảng thì Thuận cũng có live stream trực tiếp ở trên cái kênh TikTok đó để có thể tương tác và nói chuyện với tất cả quý vị khán giả, giải đáp những cái vấn đề tâm linh hoặc là giải đáp những cái câu hỏi mà liên quan tới bản thân Thuận. Hoặc là có quý vị mong muốn chia sẻ một cái câu chuyện của mình thì quý vị cũng có thể theo dõi Thuận ở trên kênh TikTok nữa nha. Khi nào mà có thông báo live stream thì Thuận sẽ đăng ở trên đó. Nên là hy vọng rằng quý vị ủng hộ cho Thuận nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.